Xin được kính chúc tất cả các cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống ạ. Thì hôm nay gọi là chim trên cái điện thoại này nó không quay ra đường sau được nên không có thấy mặt của cô ấy. Mong các cô chú anh chị thông cảm. Dạ hôm nay là ngày cả nhà mình được nghỉ làm việc giỗ tổ Hùng Vương đúng không ạ? Thì không biết rằng lúc này các cô chú anh chị đang đi chơi hay là ở nhà đang cày view hay đang là làm gì đó liên quan tới út Hồ Văn Cường không ạ? Rất mong các cô chú chị cùng chia sẻ với tất cả mọi người với cô ấy. Và không biết là ngày hôm nay có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn hay là có cái điều gì đó các cô chú anh chị muốn chia sẻ với mọi người trong đại gia đình săn trọt chuối nhà mình không ạ? Rất mong các cô chú anh chị có cái điều gì đó chia sẻ. Ngoài nghe những cái tin tức mà cội cập nhật và chia sẻ thì cội cũng rất là mong các cô chú anh chị có gì đó vui buồn trong cuộc sống hay là liên quan tới Út Cường thì chia sẻ với cả gia đình mình cùng biết. Để có cái nào vui thì mình cùng vui, cái nào buồn mình cùng san sẻ buồn nhá. Thì ngày hôm nay cô ấy xin được tiếp tục lên cập nhật những cái thông tin tin tức liên quan tới Út Cường, đặc biệt là những cái show diễn để gửi tới các cô chú anh chị. Và cũng rất mong các cô chú anh chị yêu thương nhớ tặng cho cô ấy xin một ngón tay like thật đẹp và để lại thật nhiều những cái bình luận tương tác chia sẻ trong cái buổi livestream của quậy để cho nó sôi động cũng như được YouTube họ đánh giá tốt một chút cho cái kênh của quậy và đề xuất nhiều thông báo cho các cô chú chị vào ủng hộ quậy nha. Thì ngày hôm nay cái bài hát Cung đàn thương nhớ của Út Cường nó vẫn đang đứng ở vị trí thứ bao nhiêu rồi để quậy bấm vào quậy xem cùng với cả nhà. Dạ, vẫn đang đứng ở vị trí thứ 6 ạ. Hiện tại vẫn đang đứng ở vị trí thứ 6 trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Và hiện tại là 809.000 lượt xem. Hiện tại là 809.000 lượt xem ạ. Dạ. Yeah. 809.000 lượt xem còn khoảng gần 200.000 lượt xem nữa là đạt được triệu view. Thì các cô chú anh chị cùng nhau cố gắng cày thật nhanh để nó sớm đạt triệu view là một cái món quà tinh thần ở trong cái show sắp tới của Út Cường ngày 24 tháng 4. Đặc biệt là show của hai chú cháu tên Cường. Dạ. Dạ, cô ấy chào cô Connect Đài Loan. Cảm ơn cô Connect Đài Loan màu tím ngày hôm nay vào nhà cô ấy đầu tiên ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Chào cô Linh Phạm, chào cô Ngọc Thủy Trần. Chào cô Nhiên Nguyễn Thị. Chào anh Lộc Võ, chào cô Tuấn Anh. Anh Lộc Võ hôm nay đổi cái avatar mới. Chào cô Hậu Nguyễn, chào cô Huệ Lương, chào cô Vương Hạ. Dạ, cô ấy chào cô Nhiên Nguyễn Thị. Dạ, chào cô quê tôi miền Tây ạ. Chào cô Ngân Hoàng. Chào cô Nguyễn Hạnh Kim Ngân. Dạ, cô ấy, chào cô Hương Nguyễn. Chào chị Lan Mã. Chào cô Tịnh Trần ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Bình Thuận nóng lực lắm chú Quận. Nóng lực lắm chú ơi, hồi nãy cái quả nó xuống là sao ta? Trưa ngoài này nóng lực lắm. Cô vào nhà chú quậy cô chúc tự có mát không và không quên tặng cho chú quậy. Dạ ở Đồng Nai thì cũng nóng như các cô đang chia sẻ cũng nóng. Dạ.
Nhưng mà hôm nay thì trời cũng không có nắng gắt, nhưng mà cũng nóng, nó không có gió, nóng. Chào cô Võ Khách, chào cô Túy Nguyễn ạ. Chào cô Cam Lê. Chào cô Hoàng Minh ạ. Chào cô Phong Nguyễn Thị. Chào chị Linh Huyền, chào cô Ma Pop, chào cô Yến Nguyễn, chào cô Thanh Lưu, chào cô Phan Ly, chào cô Anh Phan Thị, chào cô Hậu Âu. Chuyện vui có quà xuất hiện. Wow, có quà là vui rồi. Chào cô Nhài Nguyễn ạ. Chào cô Kiều Oanh, chào cô có nick Đài Loan màu tím tím. Dạ cô ấy, chào. Cô Vi Tưởng, bây giờ chỉ mong mọi chuyện êm đẹp để các show diễn của con đều đầy ắp khán giả. Vâng, cái này ai cũng mong. Chúc cho Út Cường show nào cũng full show. Chào cô Nguyễn Lợi ạ. Chị ơi, em xem hết 5 show của bé Cường qua màn ảnh nhỏ TV đó. Chú quậy lai lai kha kha. Được không chị? Hôm nay nhà chú quậy sao vắng quá cả nhà. Dạ mới đầu mở live lên chưa đông. Từ từ các cô còn đang đi xem, giống như quậy để ý, giống như các cô đang đi xem những cái tin tức mà của bên Nguyễn Phương Hằng rồi của Hồng Loan này kia, người ta cũng hay live stream vào buổi trưa này lắm. Chào cô Ngọc Vy ạ. Chào cô Thảo Lê Thị. Chào cô Bình Nguyễn ạ. Chào cô Huyền Lý Thị Huyền. Chào cô HY ạ. Chào cô Hoàng Long Huỳnh. Chào cô Hiền Vũ. Chào cô Hồ Lệ Thủy. Chào cô Thảo Trần Văn. Chào cô Mai Cô Lê. Chào cô Hoạt Nguyễn, hôm nay nghỉ mới xem chú Quậy lên live buổi trưa. Vâng, cũng nhiều cô buổi trưa thì thường thường vẫn đi làm nên không có ủng hộ Quậy được mà xem lại không. Dạ Quậy, chào cô Khánh Lê, chào cô Bồng Bé ạ. Chào cô. An Ly Lâu Việt. Lạ nhỉ, nếu tính lượt với 166.000 người đăng ký kênh, mỗi người chỉ xem một lượt đã được hơn 100.000 view rồi, vậy mà view ít quá. Dạ cái lượng đăng ký này thì các cô chú chị hình dung ra là không phải là người ta đăng ký là người lúc nào người ta cũng xem. Dạ giống như các cô chú anh chị cũng đăng ký rất là nhiều kênh khác, xem cái này xem cái kia. Ví dụ hôm đó mình đi mình lướt lướt thấy cái đó nó hay mình đăng ký, nhưng mà nhiều khi xem có một lần đó rồi không bao giờ xem và cũng không tìm, không còn nhớ tới kênh đó là kênh nào nữa, nhiều khi cũng quên luôn. Thì giống như cái lúc đó mình thấy mình thích rồi mình đăng ký, nhưng mà không phải cứ đăng ký là xem. Nên dù là 166 hoặc là các cô chú chị thấy như Sơn Tùng MTV 10 triệu đăng ký, nhưng mà nhiều cái video chỉ có vài trăm ngàn lượt xem đó. Cái việc đăng ký là một chuyện khác, còn cái việc xem video là một chuyện khác. Tại vì mình có thể mình đăng ký tới bao nhiêu kênh đúng không ạ? Và trong một ngày mình không thể nào mình xem hết tất cả các kênh được là như vậy. Rồi cũng có người ta đăng ký cái bài hát lúc đó người ta thích thì người ta đăng ký, rồi không phải là để xem hoài hoài bị trừ view nhiều quá. Chào cô Hồ Trung, chào cô Phượng Ngọc, chào cô Hiên Nguyễn ạ. Dạ chào cô Thảo Lê Thị, chào cô Thị Thiên Đỗ. Chú Quậy ơi, đi đền Hùng giỗ tổ, đền Hùng trên tỉnh Phú Thọ cũng mưa đấy. Wow, hôm nay có mưa ạ. Hôm nay chắc cả nhà đi đền Hùng giỗ tổ à? Dạ Quậy, chào cô Nga Nguyễn, chào chị Hương Nguyễn, chào cô Thị Hướng Trần, chào cô Thị Dung Kim. Thì ngày hôm nay Út Cường vẫn đang đứng vị trí thứ 6, và đây là cái bài hát Cung Đàn Thương Nhớ của hai chú cháu hợp tác.
Và liên quan tới hai chú cháu thì liên quan tới cái show diễn ngày 24 tháng 4 đúng không ạ? Để quậy mở cái sơ đồ sân khấu. Của ngày 24 tháng 4 coi. Ngày hôm qua quậy thấy mấy cô cập nhật là còn 86 vé. Ngày hôm qua quậy thấy mấy cô cập nhật này show diễn ngày 24 tháng 4 còn khoảng 86 vé các cô chú anh chị. Hôm nay thì quậy cũng chưa mua vé dùng, nhưng mà tí nữa quậy sẽ mua dùng. Thì còn khoảng 86 vé thì cũng không gọi là còn quá nhiều đúng không ạ? Nhưng mà với cái show 320 vé mà còn 86 vé thì là nó cũng tương đối còn nhiều. Chính vì vậy mong các cô chú anh chị chia sẻ mạnh để các cô chú anh chị mua vé ạ. Và đặc biệt ngày hôm nay quậy có được khoảng một chục cái vé 500. Cái vé 500 ở trên đây thì đánh dấu hết rồi. Nhưng mà quậy còn khoảng một chục cái vé 500. Các cô chú anh chị nào cần vé 500 nhưng mà được cái vị trí rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị nào cần vé đi du show ủng hộ Út Cường, các cô chú chị liên hệ với quậy nha. Rồi mua cái vé 500. Hiện tại thì còn toàn vé 1 triệu 2 với 1 triệu thôi. Nhưng mà hiện tại quậy còn đang còn khoảng chục cái vé 500. Các cô chú anh chị mà có ai mà người ta lúc đầu không mua được vé 500 đó thì nhắn tin giúp họ để họ liên lạc với quậy. Các cô chú anh chị liên lạc với quậy để mua vé đi ủng hộ cho Út Cường cho nó đông vui nha các cô chú anh chị. Thì đây là một cái tình yêu thương của một người rất là đặc biệt dành tặng được mấy cái suất vé. Thì hiện tại quậy có 10 vé như vậy. Thì các cô chú anh chị ạ, quậy không có nói nhiều nhưng mà hiện tại là có khoảng chục vé 500. Các cô chú anh chị nào cần cái vé 500 gọi điện thoại cho quậy hoặc nhắn Zalo cho quậy. Rồi quậy mua vé dùm cho các cô chú chị tới đó đi show rồi gặp quậy rồi nhận vé vào xem ạ. Không biết là hôm rày còn cô chú chị nào cần cái vé 500. Hiện tại thì ở trên đây màn hình chỉ còn toàn là vé 1 triệu 2 với 1 triệu thôi. Nhưng mà quậy còn được khoảng chục cái vé 500. Các cô chú anh chị nhắn tin mua ủng hộ cho chương trình nha. Không phải là quậy gom vé đâu. Mà đây là giống như có một cô đợi các cô chú anh chị mua xong vé đi rồi quậy sẽ chia sẻ nhiều hơn. Quậy cũng không có muốn nói nhiều về cái vụ vé này để làm gì mất công. Nhiều khi mình nói ra này kia thì nó theo cái hướng khác đúng không ạ? Thôi thì cứ biết là quậy có khoảng 10 cái vé 500 các cô chú anh chị nào cần mua vé 500 các cô chú anh chị nhắn tin giúp quậy.
Rồi quậy mua giùm là đến nữa hôm đó các cô chú nhận tới nhé. Show diễn là gặp quậy thì quậy đưa vé cho. Ừ. Số điện thoại của quậy ở trên màn hình nó 08 0813350765. Dạ quậy chào ngoại Đại học Hoa Sen Thi Nguyễn ạ. Mắt tôi nhìn tivi rõ hơn nên ngày nào cũng coi YouTube ở tivi rõ hơn. Xin thông cảm cho tôi nhé chú Cuội. Cảm ơn đọt chuối nhiều lắm, luôn thương lắm. Chúc FC săn chuối luôn khỏe mạnh. Dạ ngoại xem ở tivi hay xem ở điện thoại gì cũng được, đâu có sao đâu ạ. Ngoại xem trên tivi cũng được, xem điện thoại cũng được ạ. Đăng ký hai vé nhé chú Cuội. Dạ bây giờ Cuội đang cầm điện thoại, nhắn tin và gọi điện thoại luôn cho Cuội dùm với ạ. Tại vì nhắn trên YouTube như vậy Cuội không có chốt được là của cô nào, Cuội không biết là của ai. Hôm nay Cuội like bằng cái điện thoại khác, các cô gọi điện thoại lúc này cũng được, hoặc nhắn tin Zalo cũng được. Số điện thoại ở Cuội đó 0813350765. Còn 80 hôm qua buổi chiều hôm qua Cuội thấy có cô cập nhật trong group là còn khoảng 86 vé. Ở sáng nay giờ Cuội cũng chưa có nhắn tin hỏi chỗ chỗ bán vé, nhưng mà ngày hôm qua thì Cuội thấy mấy cô nói còn khoảng 86 vé. 86 vé mà giờ được chục vé nữa là còn ít đó, nên các cô chú anh chị à cố gắng sắp xếp công việc ủng hộ cho show diễn đầu tiên mà sự hợp tác giữa Út Cường nhà mình với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và Cuội cũng rất là chờ đợi cái show này nó sẽ sold out, cháy vé. Cuội rất là cực kỳ rất là mong cái show này nó cháy vé, nó sold out. Nên mong các cô chú anh chị nếu có thể được sắp xếp công việc ủng hộ show này Út Cường. Một cái show mà nó mở màn cho cái series show nhiều nhiều show của Út Cường. Và cái show này mà tinh thần nó vui thì chắc chắn là những cái show sau nó mới vui được. Show này Cuội thấy rất là quan trọng về tinh thần luôn. Vì show này ngày thường nên vé còn nhiều. Dạ, cái này nó vào ngày ngày thường. Cô Nhiên Nguyễn Thị Lan Mã gọi chú Cuội nhặt vé 14 tháng 4 đi. 24 tháng 4, vé show 24 tháng 4. Chị lo xe cộ cho, thật tình nha. Wow, các cô chú chị thấy mọi người thương nhau chưa ạ? Dạ, mọi người thương nhau chưa ạ? Chị Lan Mã đi nhận vé đi show đi, chị lo xe cộ cho, trời ơi. Sao mà thương nhau? Ở đâu mà thương nhau thế đúng không ạ? Dạ. Đúng đó chú Cuội, mong mọi người ở phía Nam ủng hộ. Và chào cô Quỳnh Mây, chào cô Thị Lan Nguyễn, chào cô Mỹ Phạm Hồng, chào cô Linh Lê, chào cô Hường Nguyễn, chào cô Nâu Mười ạ, chào cô Yến Nhi Đỗ, chào cô Liên Nguyễn, chào cô Loan Nguyễn ạ. Mọi người hiểu đó Cuội, rất cảm ơn cô. Và dạ thì chắc có lẽ đúng ra là các cô mé mé nên Cuội cũng nói mé mé ra thôi, chứ Cuội chỉ nói nhiều khi Cuội chỉ sợ không hiểu rồi bảo ô thằng này nó ôm vé hay gì gì rồi thôi. Nhưng mà thực sự rằng là tất cả vì tình yêu thương, các cô chú chị đừng bao giờ nghĩ cái gì ngoài cái tình yêu thương hết, rất là tội. Dạ cho nên là nhiều khi lại không muốn nói ra mà lại cứ mé mé ra rồi nó lại thành ra nói ra. Dạ, tại vì nó mình không nói ra thì nó hay hơn. Mong sân đọt chuối khu vực miền Trung và miền Nam ủng hộ cho hai chú cháu Cường. Dạ miền Trung hay miền Nam, miền Bắc,
miền Trung với miền Bắc thì quậy thấy nó cũng tương đương nhau à. Cái vé máy bay thì quậy thấy nó cũng tương đương nhau, nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu đâu. Cho nên rằng là quậy mong rằng các cô chú chị ở tỉnh thành nào tạo thành nhiều cái group FC mạnh, hùng mạnh lên, để khi Út Cường có show ở đó mình là cái nguồn lực chủ chốt nhất, để làm sao đó Dạ, alo ạ. Chúc Mùi ơi, cho lấy cho hai vé nha. Dạ, rồi cô hai, cô chị hai vé. Hai vé, nhưng mà giờ tối mới chuyển khoản cho, từ giờ không biết chuyển Dạ, khoản. rồi rồi, tùy tới thôi. Dạ. Cho em xin cái tên, tên chị là Tên là Hoàng Thị Sự. Hoàng Thị Sự. Dạ. Ở hai vé. Dạ, hai vé. Rồi. Hoàng Thị Sự đang mong. Dạ. Nhà chị ở đâu chị? Ở Đắk Nông à, Đắk Long ạ. Dạ. Tây Nguyên. Rồi. Rồi em cảm ơn. Rồi nha, Dạ chúc mừng vâng. chúc mừng nha. Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị. Dạ rồi có một cô chốt hai vé rồi, còn 8 vé nữa ạ. Dạ gọi còn 8 vé 500 các cô chú anh chị ạ. À. Nếu có thời gian có thể đi được thì đi show ủng hộ Út Cường đi ạ. Dạ. Chào chị Ri Nguyễn. Chào cô Nam Trần ạ. Chào cô Lan Thu. Chào cô Loan Trương. Chào cô Tâm Trần ạ. Chào cô Thiệu Phan. Dạ, nếu có ôm vé thì cũng mua dùm cho FC thôi chứ có sao đâu nè. Dạ, đúng. Ôm vé cũng là mua cho FC, mua dùm cho mọi người ủng hộ Út Cường thôi. Dạ, tất cả cũng vì yêu thương mua vé dùm thôi chứ. Ở đây không có lợi lộc được cái gì đúng không ạ? Nên cái việc mua vé này của các cô chú anh chị thấy rất là bình thường, đơn giản bình thường. Giống như mình rành cái công nghệ rồi mình mua dùm cho mọi người. Nên không thể xuyên tạc được, không ai có thể xuyên tạc được đúng không ạ? Tại vì cái giá vé thì bên phía ban tổ chức người ta có cập nhật giá vé rồi, mình cũng đâu có mua giống như giá vé chợ đen được. Nhưng mà nói tới giá vé chợ đen nhưng các cô chú là ví dụ như những cái sân bóng là người ta hay chợ đen thì người ta bán giá vé chợ đen được. Đó, còn cái này show của Út Cường thì bán vé chợ đen hay vé gì thì đâu có ai làm được cái điều đó. Còn tất cả đều mua dùm để cho thuận lợi để các cô chú anh chị tiện lợi đi du show thôi. Cái giá vé thì đã có cập nhật hàng ngày. Không thể thêm 1.000 mà cũng không thể bớt 1.000. Nhiều khi những cái show của May á, mua vé online, nhiều khi những cái show diễn của May lang thang mua vé online, nhiều khi quậy lâu lâu cũng mua dùm các cô vé của May lang thang, là mua online là cái vé nó sẽ phải chịu thêm một cái phí là 15.000 một vé. Nhiều khi cứ báo giá vé của show thôi, ví dụ như 1 triệu báo 1 triệu thôi thì các cô chuyển khoản có 1 triệu rồi, còn ví dụ còn 15.000 đó thì thôi, giống như lỡ rồi thì cũng đâu có bảo thôi cô ơi còn 15.000 gì nữa đâu, nhiều khi còn bị lỗ 15.000 nhưng mà cũng rất là vui. Cũng không có phải là bị nhiều như vậy chứ, bị nhiều là cũng phải nhắc cũng phải đòi, nhưng mà ví dụ lâu lâu thì nó như vậy đó, cũng bị cản nỗ chứ không phải là được lời hay gì. Nên cái việc mua vé hoặc là các anh em, các chị em hay là những người mua vé dùm cho các cô chú anh chị thì cũng đều vì lan tỏa yêu thương và để cho cái show diễn nó full full vé thôi, và đa phần thì các cô không mua được nên các cô mới nhờ thôi, chứ còn có mà chuộc lợi hay lợi dụng gì thì rất là khó. Show mở màn cho chuỗi 5 show của con, cả nhà nên ủng hộ đi đông cho vui.
Dạ, alo ạ. Dạ, alo ạ. Dạ. Dạ. Dạ không, dạ dạ không có tặng, mà cháu đang có cái vé giá rẻ 500 chứ không có tặng ạ. À, vé 500. Dạ. Dạ dạ, vâng. Dạ vé này là vé 500, dạ vé 500. Cả nhà nhớ tập trung cung đàn, thương nhớ mau đạt triệu view ga ga. Mua vé cho MC là tốt, cho các cô, các chị, các ngoại bình thường, mọi người ơi. Vâng. Chào chị Hồng Xuân. Chào anh Phan Long ạ. Dạ, show 24 tháng 4 ạ. Dạ, của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với Út Cường ở Sài Gòn ạ. Dạ, ba vé ạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi. Dạ. Dạ có một cô nhận mua 3 vé nữa rồi. À, lúc nãy 2 với 3 là 5. Dạ còn 5 vé nữa. Dạ 1. Dạ vậy là còn 5 vé 500 nữa. Dạ. Hiện tại có 10 vé 500 mà có hai cô nhận rồi, một cô 2 vé, một cô 3 vé, còn lại 5 vé nữa. Ừ. Đó, trong lúc quậy đang livestream về các cô chứ chị gọi luôn đi cho nó quậy chốt luôn. Chào cô Bằng Vũ ạ. Chú Quậy ơi, miền Bắc có mưa. Và ủa, cô hỏi là miền Bắc có mưa chưa ạ? Dạ Quậy đang ở trong Đồng Nai, Quậy đâu phải ở miền Bắc đâu ạ. Quậy đang ở trong miền Nam ạ. Quậy ở Đồng Nai mà. Các cô chú chị ở ngoài miền Bắc có mưa chưa ạ? Cô Phượng Ngọc vừa hỏi miền Bắc có mưa chưa? Còn đây ở trong miền Nam thì đang nắng gắt. Chào cô Văn Thái Nguyễn ạ. Dạ, cô chào cô Mỹ Duyên. Chào cô Nguyễn Hương, chào cô Nam Trần. Chào cô. Show này chắc Cường hát nhiều bài nhạc trẻ đó chú Quậy. Thì Quậy thấy nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có nói rằng là sẽ có nhiều bài mới. Và Quậy nghĩ show này chắc có lẽ là Nhâm Nhi guitar. Thì nhiều khi biết đâu có cái sự một cái cuộc giao lưu gì ngắn ở đó nữa không. Không biết có khi nào có một cái cuộc giao lưu gì ngắn ngắn giữa nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với Út Cường không ạ. Thank you.
Dạ, alo, dạ. Chúc Bùi để chị một vé nha. Dạ, một vé ạ, vâng. Rồi, rồi. Ờ, rồi, một vé đó là hỗ trợ 500, còn mua 500 phải không em? Dạ, không có nói là hỗ trợ hay gì mà một vé 500 là một cái vé 500 thôi. Dạ, vâng. Mua vậy hả? Dạ, vâng. À, vậy là mua vé 500 thôi phải không em? Dạ, vâng, rồi. Rồi, 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 rồi. Để chị một vé, chị cảm ơn. Dạ, vâng, dạ, vâng. Vâng. Cảm ơn chị. Dạ, vậy là 6 vé rồi ạ, còn 4 vé nữa. Dạ, còn 4 vé nữa. Còn 4 vé nữa, ai nhanh thì được. Dạ. Chào cô Thủy Nguyễn, chào cô Giáp Nguyễn, chào cô Mai Lê ạ, chào cô Thanh Đoàn, chào cô Thu Thủy Nguyễn. Chào cô Lan Hương Ngọc ạ. Chào cô Tiến Trần. Dạ còn 4 vé nữa các cô chú anh chị ạ. Có ai mà hôm trước giờ đang hỏi mua vé? Hôm trước khi mà show vừa mở bán ra đó thì cũng rất là nhiều cô gọi điện nha, quậy hỏi còn vé 500 không, còn vé 500 không. Nhưng mà bây giờ quậy cũng không thể liên lạc được từng người như vậy thì thôi tiện trên live. Các cô chú anh chị nào gặp mà có duyên đó thì mua cái vé 500 này rồi đi ủng hộ Út Cường thôi. Yeah. Thì còn... Chào cô Trung Nguyễn. Sáng nay Hà Nội mưa rào. Wow. Kỳ lạ các cô chú anh chị ở Việt Nam mình, ở ngoài Bắc thì mưa, ở trong này thì nắng. Nắng mà nắng gắt. Chào cô Thi Nguyễn. Chào cô Điện Tiên ạ. Ngoài Bắc sao đợt này tự nhiên đang mưa nhiều. À, chắc là do không thấy Út Cường có show ở ngoài Bắc nên ông trời ngoài Bắc khóc. Thường thường mọi người hay nói là ông trời đổ cơn mưa là khóc đúng không ạ? Chắc là do không có show. Sau này là quậy thấy mấy cô ở ngoài miền Bắc cũng đang khóc hu hu. Giờ ông trời cũng khóc hu hu. Cả nhà tặng quậy ngón tay đẹp. Dạ cảm ơn chị Lan Mã. Chào cô Bin Bon. Có giao lưu với Cường đó. So So LNGT phiên bản Nhâm Nhi guitar phiên bản trên sân khấu đó chú quậy ơi. À vậy cảm ơn cô Bin Bon đã chia sẻ thông tin. Vậy là có giao lưu nữa các cô chú anh chị. À, nếu mà có một cái show nào mà đó mà gọi là kê ghế mà ngồi kê bàn kê ghế mà ngồi giao lưu Út Cường thì chắc cái đó rất là đặc biệt đó các cô chú anh chị. Trước giờ chưa có bất cứ cái show nào mà Út Cường ngồi Nhâm Nhi guitar bao giờ đúng không ạ? Lúc đó mà giả sử như nó giống như nếu như mình một cái show nhạc mà có một cái phần đó nữa thì rồi các cô chú anh chị ở dưới đặt câu hỏi, Út Cường ở trên trả lời câu hỏi nữa thì chắc có lẽ cái show đó nó giống như là một cái giống như là người ta hay gọi là talk show hay là cái gì show mà có thể trao đổi giữa khán giả với idol. Thì không lẽ lại có cái đó nữa thì nó còn gì bằng nữa đúng không ạ? Nhưng mà không biết có trực tiếp phải là như vậy hay không hay chỉ là một chút cái trò chuyện thôi. Nếu như mà có kê một cái bàn, cái ghế rồi ngồi mà trò chuyện một chút. Ví dụ như mình không có nhiều nhưng mà nó khoảng mười mấy, 20 phút gì đó thì chắc cũng có lẽ là rất là nhiều những cái câu hỏi sẽ được gửi tới Út Cường. Thực sự là nếu như mà giống như cô Bin Bon nói rằng có cái phần giao lưu
ở giống như Nhâm Nhi guitar phiên bản sân khấu thì sẽ rất là đặc biệt và hấp dẫn. Dạ, quậy chào cô Hồ Vân ạ. Chào cô Long Thanh, chào cô Tú Anh, Tú Long Lưu, Tú Anh Lưu ạ. Chú Quậy ơi, cho chị hỏi show 24 tháng 4 bán vé được nhiều chưa? Dạ, chiều tối ngày hôm qua, Quậy thấy các cô cập nhật ở trong nhóm group là còn khoảng 86 vé nữa. Dạ. Thì đây, cái sơ đồ này là cái sơ đồ mà hôm trước Quậy cập nhật là nó còn 91 vé gì này. Đó. Còn hôm qua cũng bán thêm được ít nữa rồi. Mấy cô cập nhật là còn khoảng 86 vé. Thì lâu lâu Quậy mới hỏi một lần để cập nhật rồi Quậy chia sẻ thôi. Hoặc là lúc nào Quậy mua vé thì Quậy xin cái sơ đồ. Nhưng mà hôm qua Quậy thấy mấy cô cập nhật là còn khoảng 86 vé. Dạ. Thì hiện tại Quậy đang có 10 cái vé 500 đó rồi. Thì đã có 6 cô nhận mua cái vé 500 này rồi. Chỉ lại còn lại khoảng 4 cô nữa, 4 vé nữa. Và 86 mà trừ đi 10 là còn 76 đó. Thì các cô chú chị nó cũng giật nhanh nhanh rồi. Dạ, Quậy chào cô Nga Thị Hồng ạ. Chào cô Tiến Việt, chào cô Hoa Yến Nguyễn Thị. Chào chị Lý Thị Thanh Nguyễn ạ. Còn 4 vé nữa cô chú anh chị nào. Nhưng mà tí nữa quấy like là bắt đầu lúc đó nhiều cô mới bắt đầu mới nghe like lại. Bắt đầu nhiều khi bận việc giờ mới bắt đầu vào nghe like lại. Bắt đầu thường thường là Quậy để ý là khi mà trong lúc Quậy live stream thì các cô không có gọi điện được, mà lúc giống như là xuống like bắt đầu mới gọi điện. Cô Bạch Tuyết nhắn tin Zalo chú Quậy để chị một vé 500 nha. Dạ vâng. Cô Bạch Tuyết đây. Cô Bạch Tuyết nhắn Zalo chú Quậy để chị một vé 500. Là 1 2 3 4 5 6 7. Cô Bạch Tuyết. Chị Bạch Tuyết. Còn 3 vé nữa. Dạ vậy là còn 3 vé. Chào cô Phê Thanh, chào cô Hiền Vũ, chào cô Hợp Phạm ạ. Tháng 7 chắc có tour miền Bắc kha kha. Vé đề mua vé đi show ơi. 24 mà không sold out là tôi khóc một dòng sông là các bạn sẽ bị ngập lụt luôn nha. Chào cô Quý Nguyễn Thị ạ. Thực sự là cái sân khấu này, cái sức chứa 320 người Quậy rất là trông chờ. Và cái show này sẽ sold out ạ. Và đây là cái show đầu tiên của một cái series show của Út Cường. Lần đầu tiên Út Cường cập nhật mà liên tiếp 5 show diễn. Thì khi mà cái show này mà nó thành công, cái tinh thần nó lên rất là cao các cô chú anh chị. Cái niềm vui rồi cái tâm trạng nó có. Rồi khi mà có tinh thần, có niềm vui thì tất cả những cái khác nó thoải mái. Nên mong các cô chú anh chị ủng hộ. Dạ alo ạ. Dạ. Vé 500 đó ạ. Dạ vâng. Dạ đúng rồi. Một vé hả chị? Chị có Zalo không ạ? Dạ, kết bạn Zalo với Quậy dùm nha. Vâng, số này nó đúng không ạ? Dạ. Rồi. Chị tên gì ạ? Tên Ngân. Rồi. Rồi.
Dạ, alo ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, alo ạ. Rồi em vừa nói với mọi người ok rồi đó, chị một vé. Dạ vâng. Rồi tính tiền luôn không hay sao? Dạ tí nó xuống like rồi em liên lạc lại rồi chuyển tiền sau ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cô nhìn lên. Dạ, alo ạ. Alo, dạ. Dạ, hả? Dạ, chị gọi em hả? Còn vé 500 không vậy? Dạ, còn. Rồi, chị một vé nha. Dạ, rồi, chị một vé. Vâng. Rồi. Vâng. Rồi. Dạ. Rồi, chị chuyển khoản hay là để... Dạ, tí... Dạ, tí nữa em liên lạc lại tới show đưa hoặc là chuyển khoản em được. Dạ. Rồi. Vâng. Dạ, rồi là 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chị Thanh Ngân vừa rồi gọi một vé với chị Liên Liên. Một vé là 9 rồi. Dạ, 9 vé rồi ạ. Còn một vé nữa. Còn một vé nữa là hết. Dạ. Nếu show này thành công thì sẽ có nhiều show kiểu như vậy đi khắp ba miền nha cả nhà và... Dạ đúng rồi ạ. Còn em... Dạ quậy còn một vé nữa. Cả nhà ơi cho em hỏi. Cân em Cường hôm nay tìm bình luận mới nhất để like. Nhưng không thấy. Hoặc bình luận mới nhất của mình cũng không tìm thấy. YouTube có quy định mới hay gì? Mọi người có bị như vậy không? Nhắn tin em biết. Ồ, chào chị Hương Channel. Chào cô Minh Lê. Dạ, các cô chú anh chị mua vé thì cái đó các cô chú chị nhắn tin điện thoại trên đây thì gọi mới chốt được rồi. Hiện tại còn một vé. Dạ, còn một vé nữa các cô chú anh chị. Rồi, có cô vừa nhắn tin cho quậy nữa nè. Cô Ngoa. Cô một vé nha quậy. Rồi, dạ, cô Ngoa một vé. Một vé 500, cô Ngoa một vé 500, dạ. Rồi, gọi là 10 vé. 10 vé đã hết rồi, dạ. Ngày hôm qua mấy cô cập nhật là 86 vé. Thì bây giờ là được 10 vé, còn 76. Để quậy nhắn tin hỏi thông tin vé coi còn bao nhiêu vé cho chính xác. Cô Ngoa chốt cái vé thứ 10 của quậy rồi. Dạ, để quậy nhắn tin chỗ chị Kim Hoa bán vé coi... tình hình vé ngày hôm nay còn bao nhiêu để coi. Dạ, các cô chú anh chị thấy giống như là thực sự rằng rất là nhiều các cô chú anh chị thương Cường đúng không ạ?
rất nhiều các cô chú anh chị ở Thương Cường. Dạ vâng. Nhưng mà cũng một chút cái như vậy để các cô chú anh chị cũng thấy rằng là nó cũng còn nhiều cái thương, nhưng mà nó cũng còn liên quan tới nhiều cái, đúng không ạ? Thì thực sự rất là trân quý tất cả tình yêu thương của các cô chú anh chị dành cho Út Cường. Ai lúc nào cũng mong Út Cường được những cái mà may mắn nhất, tốt đẹp nhất. Giống như những show diễn lúc nào cũng sold out, rồi full vé này kia đó. Thì người thì thương theo cách này, người thì thương theo cách khác. Nói chung là tất cả vì tình yêu thương. Mong Cường có các show quần chúng nhiều. Dạ. Thì các cô chú anh chị thấy đó, là một chút như vậy thôi, cả nhà mình cũng cảm nhận được cái điều gì, đúng không ạ? Show 24 còn nhiều vé không à, chú Quậy ơi? Dạ, hôm qua cập nhật là 86 vé. Rồi vừa rồi Quậy bán, các cô mua, Quậy mua dùm cho các cô được 10 vé nữa. Thì coi như là khoảng còn 76 vé. Còn khoảng 76 vé nữa thôi. Đó, còn khoảng 76 vé nữa thôi. Nhưng mà từ chiều hôm qua các cô nói là 86 thì chắc cũng có được một ít vé thêm nữa rồi, cộng với thêm hôm nay các cô vừa mua 10 vé nữa thì nó chỉ khoảng tầm 76 vé trở lại nữa thôi. Cứ vững tin show 24 của hai chú cháu sold out. Dạ, hy vọng rằng là sẽ sớm sold out để Út Cường cũng như bên phía ban tổ chức tinh thần lên cao, rồi tập luyện hăng say, rồi có những cái phần trình diễn tốt nhất, tinh thần tốt nhất. Chào cô Conic Đài Loan màu xanh. Chào cô Lutwan ạ. Bây giờ ai mua vé là mình yêu người đó nhất. Chào cô Xuyến Kim. Xúc động rớt nước mắt cảm ơn các mẹ thương con trai quốc dân. Ca sĩ Hồ Văn Cường. Chào cô Tài Nguyễn Văn Duy, chào cô M. Ly Ly ạ. Chào cô Giọng Hoàng. Chào cô, chào chị Annie ạ. Chào bé Như Huỳnh nha. Chào cô Thị Hướng Trần. Chào cô Lê Diệp, chào cô Yến Trần. Chào cô E Việt Theo. Chào cô Mỹ Duyên. Đang bán vé thấy có tin nhắn, tưởng đâu anh ấy mua vé, anh ấy hỏi có sâm tươi nữa không chú Quậy. Dạ. Hôm bữa giống như anh ấy mua sâm tươi
giờ lại mua nữa. Cái sâm tươi nó cũng tốt, các cô chú anh chị có thể mua sâm tươi về rồi tự làm, nó rẻ. Thì đó là tình hình vé của show ngày 24 tháng 4. Chú Quậy, vé cung đàn thương nhớ còn bao nhiêu vé hả chú Quậy? Dạ hôm qua là 86, thì vừa rồi Quậy mua dùm cho các cô được 10 vé nữa là còn 76 trở lại thôi ạ. Quậy mới nhắn tin hỏi cái tình hình vé hiện tại, gửi sơ đồ nhưng mà chưa thấy bên phía anh chị trả lời. Giống như buổi trưa người ta nghỉ trưa gì chưa thấy trả lời. Dạ. Giống như buổi trưa họ nghỉ trưa. Chào cô 2T. Rồi bây giờ Quậy mời các cô chú chị đi cập nhật những thông tin khác. Cung đàn thương nhớ hiện tại là 809.560 lượt xem, đứng thứ 6. Cung đàn thương nhớ vẫn đang đứng thứ 6. Đến ngày đó có khán giả của chú Cường và khách mời nữa rồi sẽ hết thôi. Yeah. Vâng, thường thường thì Quậy để ý dạo gần đây những cái show diễn Út Cường, Quậy thấy các cô chú chị hay mua vé sát ngày đó. Giống như gần gần tới ngày cuối show diễn diễn ra bắt đầu mới mua thì rất là đông vào cái ngày cuối. Dù cập nhật trên web, trên mạng thì vẫn còn vé, nhưng mà tới lúc ngày cuối đó thì bắt đầu chỗ trống thì không có còn đó. Cho nên là giống như các cô đợi tới sát ngày rồi tới mua vé thì như vậy thì cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà Quậy chỉ ước là nhà mình mua vé thật sớm, nếu như đã quyết định mua là mua sớm để giống như bên phía ban tổ chức thông báo sold out hay cháy vé này kia để lên tinh thần cho mọi người, đúng không ạ? Sao bị trừ view cung đàn thương nhớ nhiều á chú Quậy? Cân của bé Cường không bình luận được. Wow. Để Quậy vào Quậy kiểm tra. Quậy kiểm tra cùng với các cô chú anh chị coi sao mà không bình luận được ạ? Ồ, bình luận bình thường đấy ạ. Cô vừa nói là không bình luận được, Quậy vừa vào Quậy bình luận. Bình luận được bình thường ạ. Cái đó chắc cái điện thoại của cô có vấn đề gì thôi chứ. Nói Quậy vừa vào Quậy bình luận bình thường. Rồi cái bình luận của Út Cường cũng ở đây bình thường. Dạ, cái bình luận mới của Út Cường đây vẫn bình thường, vẫn đang ghim đây, vẫn bình thường, đâu có mất gì đâu ạ. Còn nguyên, chẳng mất, chẳng gì. Còn đầy đủ bình thường, dạ. Dạ, bình thường, vẫn bình thường, không có vấn đề gì ạ. Chỉ có kiểm tra lại cái tài khoản của cô thôi. Hôm nay mình bình luận thử cân khác cũng không hiện
lên liền. Cô Liên Lê sao bình luận không được? Dạ bình luận bình thường đó ạ. Chào cô Hải Nguyễn ạ. Bình luận được, không hiện lên thôi. Dạ. Bình luận được, đã gọi là bình luận được mà lại không hiện lên thì làm sao gọi là bình luận ạ? Bình luận được mà không hiện lên thì làm sao gọi là bình luận được ạ? Coi như là mình không bình luận được chứ. Bình luận được mà không hiện lên thôi. Dạ đấy. Nói chung là YouTube người ta cũng hay có những cái trục trặc như vậy. Nó không có vấn đề gì đâu các cô chú chị. Cũng giống như nhiều khi mà cũng giống như nhiều khi mà một cái video người ta đăng lên mấy tiếng đồng hồ, nó vẫn hiện ra là không có lượt xem nào. Mặc dù là đã rất là nhiều lượt xem nhưng nó hiện ra là không lượt xem. Thì cái đó là lâu lâu ăn quậy vào lại đi sẽ không còn thấy bình luận của mình nữa. À, giờ vào lại sẽ không thấy bình luận của mình nữa. À, vậy là ngày hôm nay nó bị lỗi gì thôi ạ? Dạ, ngày hôm nay nó bị lỗi gì thôi. Không có vấn đề gì đâu các cô chú anh chị. Quậy cũng vừa vào thì bấm vào cái bình luận mới nhất thì nó không có thấy xuất hiện của mình. Cái bình luận mới nhất thì bây giờ cũng rất là lâu. Quậy thấy là cách đây... để quậy coi. Ở đây nó có cái phần bình luận này các cô chú anh chị, cái mục bình luận này. Rồi thì ở đây nó là nổi bật nhất, thì là những cái bình luận nào nổi bật nhất nó sẽ hiện lên trước tiên. Rồi mình chọn vào cái dấu ấn thời gian. Rồi thì những cái bình luận nào mà có cái mốc thời gian ấy, thì nó sẽ quy tụ về đây. Rồi cái bình luận nào mà mới nhất thì mình chọn qua cái mục mới nhất, thì những cái bình luận nào mới nhất nó sẽ hiện ra. Thì hiện ra thì quậy thấy cách đây là 26 phút trước của cô Nguyễn không là cách đây 26 phút trước thì nó hiện ra là 1 giờ trước. Nói chung là cái bình luận gần đây nhất là 26 phút trước. Bây giờ các cô chú anh chị bình luận thì chắc có lẽ nó không đang không hiện ra được. Tại vì hiện tại quậy không có thấy cái bình luận của quậy luôn. Quậy lúc nãy quậy bình luận nhưng mà bấm quay trở lại thì nó không có hiện ra cái bình luận mới nhất. Mà cái bình luận mới nhất thì cách đây cũng 26 phút rồi. Thì chắc có lẽ là nó đăng cái đó bên trục YouTube thôi. Nó không có vấn đề gì đâu ạ. Các cô chú nhật ấn vào cái chữ mục mà mới nhất này thì những cái bình luận nào mới nhất nó sẽ hiện ra. Dạ vâng, đây là cái sơ đồ mà quậy vừa nhắn tin hỏi chị Kim Hoa bán vé đó. Thì hiện tại nó đánh dấu rất là nhiều thêm rồi. Chỉ còn ít nữa thôi các cô chú anh chị ơi. Để quậy đếm cùng với các cô chú anh chị nha. Cái này chỉ còn ít thôi, không còn nhiều nữa. Đây quậy đếm này. Đây là cái mới nhất hiện tại luôn. Đây là cái mới nhất hiện tại. Chị mới bình luận vẫn thấy bình thường, nhưng mà chị ấn vào cái mục chị thoát ra rồi chị ấn vào cái mục mới nhất coi nó còn hiện ra cái bình luận của mình hay không ạ. Dạ. Ở đây quậy thấy đánh gặt chéo quá trời luôn nè. Được rất là nhiều vé luôn. Các cô chú chị cùng đếm với quậy nha. 1 2 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 26 vé VIP màu đỏ 1,2 triệu. Còn lại là màu vàng 26, 1, 2, 3, 4, 5, 26 với 10,
là 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 vé nữa. Mà trên đây là 26 vé VIP màu đỏ, còn dưới là 74. 74 rồi tí nữa quậy à, mua dùm cho các cô là được 10 vé. 74 trừ cho 10. 74 trừ 10 còn 64. Dạ. 74. Hiện tại là còn 74 vé. Mà tí quậy like xong quậy sẽ mua 10 vé. Đợi các cô chuyển tiền rồi mua 10 vé. Đợi các cô chuyển tiền rồi mua 10 vé cho các cô thì nó sẽ chỉ còn 74 trừ 10 còn 64. Nó rất là vui. Nó bắt đầu nó giật giật nhanh rồi các cô chú anh chị. Vậy là vẫn còn nhiều. Còn 64 vé. Hy vọng rằng các cô chú anh chị ủng hộ nhiệt tình hơn. Cố gắng sắp xếp thời gian cho show này. Cái show này cái thời gian rồi địa điểm rõ ràng, rồi cái ghế nó cũng rất rõ ràng, đúng không ạ? Là không có kê thêm được nữa đâu, không có tô thêm hay gì được, đúng không ạ? Nên có bao nhiêu là bấy nhiêu ạ? Nên rất là dễ để nếu như mình mua hết là sold out thôi, không có thể tô thêm hay vẽ thêm gì. Dạ, chào cô Vũ Carit. Chú Quậy ơi, sao fan của ca sĩ khác không mua vé? Sao chú Quậy? Cái này cô Phượng Ngọc... cái này cô Phượng Ngọc hỏi thì làm sao mà Quậy biết câu trả lời đấy ạ? Thì trong số những cái vé này thì mình cũng đâu biết là ai mua hay không ai mua, đúng không ạ? Thì chắc người ta cũng sẽ mua thôi ạ. Ôi trời ơi các cô chú anh chị ơi. Ôi trời ơi. Tuyệt vời quá các cô chú anh chị. Tuyệt vời quá. Vừa rồi có cô thấy quậy bán như vậy mọi người mua. Rồi lại nói rằng là 10 vé nữa ạ. 10 vé 500 nữa. Dạ. Các cô chú anh chị nào 10 vé 500 nữa. Dạ, hiện tại quậy còn 10 vé 500 nữa. Các cô chú anh chị gọi điện nếu mà đi được, các cô chú chị
Còn 10 vé 500 nữa các cô chú anh chị mua luôn đi ạ. Dạ. Vui quá khi mà vừa đây quậy nhận được cái tin nhắn còn 10 vé 500 nữa. Các cô chú anh chị quậy không có nói nhiều nhưng mà các cô chú anh chị hiểu đúng không ạ? Quậy vừa nhận được cái tin nhắn còn 10 vé 500 nữa. Các cô chú anh chị chia sẻ và ai cần đi du show 10 vé 500 còn 10 vé 500 nữa. Các cô chú anh chị cứ gọi điện cho quậy rồi chốt luôn, quậy ghi vào sổ luôn. Dạ. Yeah. Lúc nãy được 10 vé rồi, bây giờ còn 10 vé nữa. Wow. Các cô chia sẻ hoặc là có thấy ai hôm bữa cần vé đó, các cô chú anh chị à, nói họ mua vé ủng hộ Út Cường ạ. Vừa rồi giống như cô thấy mọi người mua vé vui quá nên còn 10 vé nữa. Chắc cô đang ở trên live, vô cùng cảm ơn cô. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi cô Tú Tuấn. Lúc nãy 10 vé là có 10, là 10 người mua rồi. Bây giờ còn 10 vé nữa. Đúng rồi cô Tuấn. Tuấn Tú. sáu mươi tư mà bán thêm, nếu mà bán thêm được 10 nữa là còn 54. Tuyệt vời quá. Dạ 10 vé 500.000 xô mùng 24 tháng 4 ạ. Còn 10 vé nữa các cô chú anh chị. Còn 10 vé 500.000 nữa các cô chú anh chị có đi show ngày 24 tháng 4 này, các cô chú anh chị mua ủng hộ cho chương trình ủng hộ Út Cường. Dạ, dạ alo ạ. Dạ, chị một vé. À. Dạ vâng ạ. Rồi em lưu. Dạ có một chị một vé, chị Nguyễn Thị Hoa. Dạ. Hoàng Thị Hoa. Chị Hoàng Thị Hoa. Rồi còn 9 vé nữa ạ. Dạ. Còn 9 vé nữa. Hy vọng rằng từ đây đến kết thúc live quậy chốt được 9 vé này luôn, để nó còn 50 mấy vé thôi. Rồi vài ngày nữa từ đây tới show còn khoảng gần 1 tuần nữa. Còn khoảng 6 ngày nữa thì nó sẽ kịp full show. Và lúc đó tinh thần sẽ lên cao. Các cô chú anh chị rao vé giúp quậy đi ạ. Sao mà chú quậy ghim thông báo để ai vào sau nhìn thấy. Bây giờ mà ghim thông báo là dạ alo ạ. Dạ hiện tại còn 9 vé 500 show 24 tháng 4 đó.
Dạ, vị trí đẹp ạ, dạ. Dạ. Dạ, cô hai vé ạ. Dạ vâng, rồi tí nữa. Dạ tí nữa cháu livestream xong rồi cháu gửi số tài khoản cho chuyển khoản sau ạ. Dạ, dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, dạ. Dạ vâng ạ. Vị trí đẹp dạ. Dạ alo ạ. Cô hay vẽ ạ. Dạ. Cô đọc tên cô là tên gì ạ? Phạm Thiện. Dạ. Phạm Thị Thiện. Dạ. Rồi. Để tí nữa cháu livestream xong rồi cháu liên lạc với cô lại sau nha. Dạ. Dạ vâng. Hồ Thị Liên. Rồi. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm vé rồi ạ. Còn năm vé nữa ạ. Dạ, còn năm vé nữa thôi. Dạ, yeah, còn 500 nữa. À, còn 5 vé nữa. Còn 5 vé 500 nữa. Thì cái sơ đồ hiện tại là quậy đếm là 74 vé tất cả. Thì nếu như mà quậy bán thêm được 10 vé này nữa thành 20 vé là còn khoảng 54 vé thôi. Ồ. Oh. Vé đi mọi người ơi. Là các cô chú chị. Rất thích cái không khí nhà mình rần rần như vậy. Hai mươi vé. Mua dùm được các cô 20 vé thì mua hết hai cái hàng này luôn. Mua cái hàng này với hàng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Nếu mà mua dùng các cô được 20 vé này là nó thêm được 3 hàng này nữa. Thêm được 3 hàng này nữa là còn 2 hàng dưới này thôi. Với trên đây màu đỏ nữa thôi. Wow. Còn 5 vé nữa. Dạ, 5 vé 500. À, nhiều khi có nhiều cô vào xem live lại muộn á. Rồi cũng nhiều khi lại không gặp cái như thế này cũng tiếc. Tại vì hôm trước quậy thấy lúc mà bán vé này ra nó có ít vé như thế này này. Có ít vé 500 này. Rất là nhiều cô khác gọi điện cho quậy nhưng mà giờ quậy không nhớ là ai luôn. Vì lúc đó đâu có vé 500 để mà mua dùm cho các cô đâu. Nên bây giờ cũng không còn nhớ là ai để mà gọi nữa. Thì cũng rất là tiếc cho các cô hôm bữa. Nhưng mà bây giờ cũng không biết sao. Dạ còn 5 vé 500 các cô chú anh chị chia sẻ và kêu gọi mọi người mua vé ủng hộ cho show diễn đó. Dạ. Thì hiện tại là vị trí thì còn những cái vị trí như thế này. Dạ. Là những cái vị trí chỗ này. Dạ. Vị trí
màu vàng á các cô chú anh chị, vé 500 vị trí. Giống như là đó những cái chỗ màu vàng này nè, còn đúng ra nó là 1 triệu thì còn 5 vé nữa thôi là chào cô Nhung Bùi, ai ở trong Sài Gòn, Long An, Đồng Nai còn 5 vé 500 nữa, ok mua hết mọi người ơi. Chào cô Lương Phạm ạ, chào cô Hoa Yến Nguyễn Thị, chào cô Nguyệt Đào Thị ạ. Chú Quậy mua luôn đi. Dạ, trong tài khoản Quậy giờ còn có hôm bữa giờ mua vé nha các cô, chưa có chuyển khoản nữa. Giống như có hôm trước giờ Quậy mua giống như mấy vé cho các cô mà giống như các cô không biết chuyển khoản đó, thì Quậy mua dùm cho các cô rồi tới đi show rồi Quậy lấy nhận tiền, thì trong cái tài khoản bây giờ nó còn có chút ép rồi. Để chiều nay các cô chuyển khoản rồi Quậy mua dùm cho mấy cái vé này. Dạ. Cái vé này thì nó không phải là cập nhật online liên tục, mà giống như mua thì cái chị bán vé chị ấy sẽ giống như là sẽ gạch chéo. Vâng. Dạ Quậy chào cô Lê Mai ạ. Chào cô Phượng Nguyễn. Chào cô Nhân Vũ. Mình mua 4 vé show 24 tháng 4 rồi và đang rủ thêm. Họ đồng ý, chút mình sẽ nhắn chú Quậy lấy vé liền. Dạ nhanh gấp giúp Quậy đi ạ. Cô Tú Tuấn. Dạ. Vé 500 thì không nhanh là tí nữa rồi rủ được thì người khác lại mua trước là lại chết đó. Dạ. Cô Tuấn Tú rủ nhanh giúp, không là ví dụ giả sử nhưng mà có cô khác gọi cái rồi lúc đó người ta mới ồ cho tôi đi với cái là lại không kịp nữa là lại tiếc. Dạ rủ liền giúp Quậy nha. Dạ alo ạ. Dạ một vé, dạ được ạ. Và cô Bích một vé. Và rồi trong ghi sổ. Đi cho vui ạ. Dạ làm sao cô gửi tiền của đi? Dạ cô chuyển khoản không được thì bữa đó đi gặp cháu rồi cô đưa. Rồi vậy nha. Dạ. Lần đầu tiên cô mới đi đó. Dạ, vậy trời ơi là trời. Vâng. Dạ cảm ơn cô nha. Dạ vâng ạ. Mấy giờ cô ơi? Dạ cái show đó để cháu cập nhật lại hình như. Nhưng mà mình cứ đi sớm đi chứ đừng có đi mấy giờ. Có gì nhắn cô đi. Dạ vâng. Rồi cảm ơn. Dạ, cứ đi 5-6 giờ mình tới là chơi cho vui ạ. Dạ. Rồi. Dạ. Cô Hồng Bích một vé. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ còn 4 vé nữa ạ. Dạ vậy là còn 4 vé nữa. Cô Tú Tuấn đang gọi nhanh giúp Quậy đi ạ. Vâng. Đang gọi nè. Dạ. Còn 4 vé rủ 4 người bạn đi luôn cho vui ạ. Dạ. Vé. Dạ Quậy. Cái vé hiện tại là 1.2 triệu màu đỏ này, rồi màu vàng là 1 triệu. Dạ. Hiện tại là còn hai cái loại giá 1.2 triệu với màu vàng này là 1 triệu. Thì Quậy đang còn có 4 cái vé 500 nữa thôi. Dạ. Quậy đang còn 4 cái vé 500. Còn cái màu đỏ này thì là 1.2 triệu, màu vàng là 1 triệu. Còn 4 vé. Dạ còn 4 vé 500 nữa.
Gặp chú Quậy ở ngoài Hiền Khô à? Dạ cảm ơn cô Bin Bon. Thì nhiều khi cũng các cô nói chú Quậy Hiền Khô thì cũng thấy nó vui. Thì nhưng mà mình cũng đâu có làm gì được ai đâu. Bán nhân chú Quậy ơi, 24 rất quan trọng đó. Mình thích nhất show này sẽ có nhiều điều lạ. Vâng. Thứ nhất là một cái sự kết hợp mới lạ giữa hai khách mời cũng rất là mới, rất là lạ. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng là một người rất là lạ và mới với gia đình mình, đúng không ạ? Và cũng là cái show mở đầu cái series show của Út Cường. Và cũng là cái show mà có cái sự hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Cũng là một người nhạc sĩ về cái dòng nhạc rất là lạ với Út Cường. Gọi là lạ vì Út Cường ít khi thể hiện dòng nhạc trẻ, đúng không ạ? Đó, nên đây là một cái show mà nó có nhiều cái điểm cũng rất là đặc biệt. Chính vì vậy gọi thấy các cô chú anh chị cũng rất ủng hộ cái show này. Rồi cũng như là tinh thần mong cái show này nó thật thành công để mở màn cho những cái show tiếp theo của Bác Ba 30 tháng 4 này, mùng 1 tháng 6 của Mây, rồi của mùng 8 tháng 6 của nhà sĩ Nguyễn Nhất Huy nữa. Yeah. Còn 4 vé nhân lên cả nhà ơi. Dạ chào cô Tân Đặng ạ. Chào cô Mai Nguyễn ạ. Chào cô Ngọc Huyền, chào cô Xuân Phan. Dạ chú Quậy đặt vé rồi ạ. Vâng. Chào cô Thụy Nguyễn. Nhưng tổng được 20 vé 500 mà chú Quậy. Dạ đúng rồi, nãy giờ mọi người mua nãy giờ còn có 4 vé thôi. Dạ. Cô Tú Tuấn đúng là có được 20 vé, nhưng mà nãy giờ thì có các cô chốt nãy giờ rồi đó ạ. Còn có 4 nữa thôi ạ. Quậy đọc tên ra các cô kiểm tra lại luôn giúp Quậy này. Cô Hoàng Thị Sự 2 vé này. Rồi một cô 3 vé này. Rồi chị Thanh Hồng 1 vé, cô Bạch Tuyết 1 vé. Cô chị Thanh Ngân 1 vé. Cô Liên Liên 1 vé, cô Ngoa 1 vé là 10 vé đầu tiên của 10 vé đầu tiên là hết này. Rồi sang 10 vé tiếp theo thì cô Hoàng Thị Hoa 1, cô Hồ Thị Liên 2, là cô Phạm Thị Thiên là 2 nữa. Rồi cô Hồng Bích 1 là coi như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và chỉ còn 4 nữa thôi ạ. Chỉ còn 4 nữa. Cô Tú Tuấn rủ được mấy người rồi ạ? Trước đây có nghe Tuấn Dũng hát và diễn rất hay nhé. Dạ Quậy chào cô Hằng Hằng. Tuấn Dũng hát hay và diễn rất hay. Dạ không, Quậy thì Quậy cũng không để ý Tuấn, ca sĩ Tuấn Dũng. Nhưng mà cái ca sĩ cái ca sĩ mập mập kế bên gọi quên mất tên rồi, là người nổi tiếng ở trên mạng này, rồi TikTok này kia, Facebook này kia, gọi thấy gọi hay lướt lướt Facebook là tự động nó xuất hiện lên đó, thì gọi cũng để ý. Thì thứ nhất là về cái hình thể ở ngoài nó rất là gây ấn tượng, rất là dễ nhớ, và gọi cũng đang rất là chờ đợi được gặp để nghe. Rồi cũng như các cô chú chị đang nói về ca sĩ Tuấn Dũng hát rất là hay này kia nữa, thì đây cũng là một show diễn mà rất là nhiều nghệ sĩ mà các cô chú anh chị dành lời khen. Chú Quậy, bữa nay bán vé dùm cho show, cảm ơn chú Quậy đã có lòng hỗ trợ cho ca sĩ Hồ Văn Cường. Dạ các cô chú anh chị, Quậy nhắc rất là nhiều lần rồi, các cô chú anh chị đừng bao giờ cảm ơn Quậy bất cứ cái điều gì. Mà Quậy phải cảm ơn các cô chú anh chị, rồi cũng như cảm ơn Út Cường. Vì Quậy cũng chia sẻ rất là nhiều rồi ạ. Khi đến với Út Cường là giống như cũng những ngày đầu đó, Quậy cũng nói từ một cái chuyện nó giống như là từ lúc mà Quậy còn sáng tác những bài nhạc chế tặng cho cố ca sĩ nữa.
sau đó thì mới phát hiện ra và được mọi người chia sẻ, rồi bắt đầu mới nhìn thấy Út Cường là một người tại sao là bị oan ức rồi thế này thế kia, rồi tự lúc đó Quậy mới chuyển sang nhạc chế dành cho Út Cường đó. Rồi bắt đầu là khi Quậy đến rồi chia sẻ với Út Cường, với mọi người, thì Quậy nhận được rất là nhiều tình yêu thương của các cô chú chị dành cho mình. Rồi Quậy được nhận rất là nhiều những cái khác ngoài tình yêu thương ra, rồi còn có cả vật chất, về tinh thần, vật chất, tất cả rất là nhiều. Nên ở đây một trong những cái điều mà Quậy chia sẻ cũng như là lan tỏa Út Cường như thế này, thực sự rằng nó cũng giống như là cái mà Quậy cảm ơn Út Cường, rồi cũng như cảm ơn các cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ Quậy. Chứ còn thực sự rằng các cô chú anh chị đừng có bao giờ mà cảm ơn Quậy bất cứ một cái điều gì. Vì thực sự rằng là Quậy không chia sẻ hoặc không lan tỏa thì cũng có các cô chú anh chị, các mẹ, các ngoại lan tỏa hàng ngày thôi. Chứ không có quan trọng gì Quậy đâu ạ. Nên thực sự rằng Quậy cảm ơn các cô chú anh chị, cảm ơn Út Cường rất là nhiều. Vì đến với gia đình Xanh Đọt Chuối, Quậy nhận được rất là nhiều những cái điều mà trước đây chưa bao giờ có được. Đó. Nên cái việc mà chia sẻ và lan tỏa Út Cường đây, nó cũng chỉ là một cái chút gọi là cảm ơn Út Cường, cảm ơn các cô chú anh chị, mà nó cũng chẳng đáng bù vào để mà cảm ơn được những cái gì mình nhận được. Yeah. Thực sự rằng nhận được rất là nhiều những niềm vui, quá nhiều niềm vui. Và đi gặp các cô chú anh chị cười cái nụ cười thôi cũng đã cảm thấy nó vui rồi. Rồi được đi đây đi đó, rồi được các cô chú anh chị gặp, rồi mình có là gì đâu mà cũng chào, rồi bắt đầu cũng chạy tới xin bảo cho cô chụp tấm hình, cho chị chụp tấm hình, làm như mình là người nổi tiếng vậy. Mà sao cảm thấy nó nâng nâng trong người. Nên thực sự rằng là Quậy phải cảm ơn các cô chú anh chị, rất là vui, rất là hạnh phúc. Nên các cô chú anh chị đừng bao giờ cảm ơn Quậy mà cứ ủng hộ xem video hoặc là ủng hộ tinh thần cho Quậy như vậy là Quậy rất là vui rồi. Các cô chú anh chị, Quậy còn 4 vé 500 đó. Dạ ai mua vé ạ? Nên gọi cho Quậy ngay cái số 0813350765 để Quậy lưu thông tin ạ. Tại vì mua ở trên cái bình luận YouTube như vậy không có chốt vé được. Gọi điện cho Quậy 0813350765 đi ạ. Chứ mình bình luận ở trên YouTube như vậy đâu có biết tên thật là như thế nào, rồi cũng đâu có số điện thoại để liên lạc được đâu ạ. Chị Thủy Trần ạ. Đâu chị Thủy Trần. Số điện thoại của Quậy 0813350765 ạ. Đâu chị Thủy Trần đâu ạ. Ôn Vĩnh Quang ca hay lắm nha. Quậy mua dùm chị một vé nha. Dạ chị Thủy Trần. Chị Thủy Trần này hình như có phải chị Thủy Trần ở Đồng Nai không ta? Dạ Quậy chào cô Tám Sẩm Lị. Chị Thủy Trần hi cả nhà ai gọi cho chú Quậy được thì nói Quậy mua dùm một vé cảm ơn. Ôi cha Thủy Trần, chị Thủy Trần không gọi cho Quậy. Chị ấy không có phone. Chị Thủy Trần này có phải, dạ chị có phải là chị Thủy Trần ở Đồng Nai không ạ? Quậy ơi mua dùm chị một vé nha. Thì mua thì mua được rồi, nhưng mà bây giờ biết liên lạc với chị như thế nào đây? Bây giờ biết cái nick YouTube như thế này làm sao liên lạc được với chị? Không biết có phải là chị Thủy Trần ở Đồng Nai không? Cái số điện thoại của Quậy đó là 0813350765.
Dạ, alo ạ. Dạ, dạ. Dạ, có bán vé của show ngày 24 tháng 4 đó ạ. Dạ, còn có 4 vé 500 thôi. Còn những vé còn lại. Vé kia thì còn 50 mấy vé nữa. 50 mấy vé? Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng rồi, dạ. Dạ dạ. À, cô này thì cô không phải là mua vé 500 mà cô nói có những người bạn người ta muốn mua vé mà không biết liên lạc ở đâu. Có những người bạn người ta muốn mua vé mà không biết liên lạc ở đâu. Thì giống như là mua những cái vé VIP kia luôn nhưng mà không biết liên lạc ở đâu. Cô bảo để chiều. Chị Thủy Trần đâu rồi ạ? À? Mình đang ở một mình, chị xài wifi lên không phone được. Mình đang ở một mình, chị xài wifi nên không phone được. Là sao ạ? Là không có số điện thoại ạ? Mình đang ở một mình, chỉ xài wifi nên không phone được. Ồ, chỉ có xài wifi thôi nên không phone được. Là sao quậy cũng chưa hiểu hết ta. À, chị ở Canada. À dạ, à. Dạ vâng. Rồi ok chị. Ở Canada vậy là chị mua dùm cho người ở Việt Nam, cho bạn ở Việt Nam đi. Dạ, dạ alo ạ. Dạ vé 1 triệu còn 50, còn 4, khoảng 4, 30 mấy, 40 vé. Dạ. Cô ở đâu ạ? Dạ. Dạ dạ. Vậy. Dạ vâng, rồi để tí cháu xuống live rồi cháu gọi lại cho cô ạ. Dạ vâng vâng. Rồi, vậy là cô Thủy, chị Thủy Trần một vé. Dạ vâng, cô Thủy Trần một vé, dạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Dạ, bảy vé rồi ạ, còn ba vé nữa ạ. Chị Thị Trần một vé rồi, dạ. Giống vậy là giống như là chị lấy vé cho ai ở Việt Nam đi, dạ. Dạ, đây là cái sơ đồ vé hiện tại mới nhất đó các cô chú anh chị.
Là Quậy nhắn tin vừa lúc nãy luôn, chị ấy vừa gửi cho Quậy rồi đó. Là cái sơ đồ vé hiện tại mới nhất, là còn những cái vị trí chưa gặt chéo đó, là Quậy đếm là 74 vé. Thì hôm nay Quậy đang mua dùm được cho các cô là 20 vé 500. Thì 74 mà trừ đi 20 thì nó sẽ còn 54. Đó. Thì hiện tại còn có Quậy đang cầm là 4 cái vé, 3 vé 500 nữa. Dạ. Quậy còn 3 vé 500 nữa thôi. Còn 3 vé 500 nữa là dạ. Các cô chú Quậy chào chị Phạm Xoan, chào cô Thúy Hồng Trần ạ. Còn 3 vé 500 nữa. Các cô gọi điện, cô Tú Tuấn gọi điện cho người bạn sao rồi ạ? Không biết là có kịp gọi không ạ? Cô Tú Tuấn nãy giờ gọi điện cho bạn, không biết là nghe máy chưa ạ? Còn 3 vé. Trong live thì hy vọng là trong live các cô mua hết 3 vé này luôn đi. Tuấn Dũng là á quân chương trình Cười Xuân Việt. Á quân chương trình Cười Xuân Việt, vậy có lẽ bữa đó sẽ có hài không ạ? Bữa đó có khi nào có tiểu phẩm hài nào? Có khi nào sẽ có cái tiểu phẩm hài nào? Dạ, alo ạ. Dạ. Dạ, dạ, vâng, có gì cháu. Dạ, dạ, cháu, dạ. Dạ, vâng ạ, rồi. Cháu cảm ơn cô, thì có gì cháu liên lạc cô. Dạ. Chị Thụy Trần, dạ Quậy đã mua vé cho chị. Ôi trời ơi, chắc không đủ duyên lên nói mà mãi mà không được sự trả lời. Ủa là sao chị Thụy Trần? Ủa nãy giờ Quậy nói, Quậy ghi vào sổ. Quậy mua dùm vé cho chị Thủy Trần rồi mà bên đó đang sắp xếp lại lịch đi công tác đó chú Quậy ơi. Ôi trời. Chú Quậy ok rồi mà Thủy Trần. Chắc có lẽ sao chị ấy không nghe thấy hay sao đó mọi người. Các cô ơi. Chắc có lẽ chị ấy không nghe thấy. Cũng có khi là bên Việt Nam mình nói qua bên nước ngoài người ta nghe giống như cái đường truyền nó chậm hơn. Nó giống như cái đường truyền nó chậm hơn.
Bữa nay chú Quậy nói hay nè, mấy cô không buồn ngủ nữa, phải không? Dạ, cảm ơn chị Hồng Thanh. Vậy ngày nào cũng có bán vé như vậy cho các cô đỡ buồn ngủ ạ? À? Bên đó đang sắp xếp lại lịch công tác. Và trời ơi, đang sắp xếp lại lịch công tác luôn rồi. Còn 3 vé chốt luôn đi ạ. À? Chào cô Thị Tị Nguyễn ạ. Chào cô. Văn Lệ Nguyễn. Số 24 tháng 4, bao hay bao vui. Dạ, Quậy chào chị Mai Khanh Nguyễn ạ. Chị Mai Khanh lần này rủ ông xã đi luôn đi ạ. Chị Mai Khanh Đồng Nai. À, rủ ông xã đi luôn ạ. Lâu lắm mới gặp Nguyễn Thảo. Trời ơi, cái quyển sổ Quậy, cái chữ xấu quắc của Quậy. Quậy ghi vội số 30. Chị Thủy Trần Canada, Quậy ghi Quậy chốt đây một vé của chị Thủy Trần Canada rồi mà chị cứ nói là chú Quậy không nghe, không thấy. Quậy cũng không hiểu sao. Dạ, bán vé cho con vui chú Quậy ơi. Dạ, nếu như ngày nào mà cũng có vé bán như vậy thì còn gì bằng nữa. Tuấn Dũng hài hay lắm. Hát cũng hay đó. Hát cũng hay đó, dạ. Ấy có khi nào là anti fan họ chọc chú Quậy không ta? Nếu mà chú Quậy không mua dù một vé từ nay không xem chú Quậy. Đó, các cô chú anh chị thấy có vẻ giống như sao, giống như cô đang chọc Quậy vậy, giống như chị ấy đang chọc Quậy vậy ta. Sao giống như là chọc mình á. Quậy vừa đưa cái quyển sổ ra cho nhìn luôn rồi đó mà còn nói nữa là toang luôn đó. Dạ. Chị Trần nãy giờ không nghe chú Quậy nói sao vậy? Tuấn Dũng hát bolero hay lắm. Chào cô Phương Tiger ạ. Ai rủ ông chồng tôi nhậu thì dễ, chứ rủ đi xem ca nhạc chắc khó à nha. Dạ, nhưng mà khó, nhưng mà đi một lần là đi giống như các cô chú anh chị khác, đi một lần đi lần sau khỏi rủ đó ạ. Đi một lần là lần sau giống như khỏi rủ đó. Dạ, Quậy chào cô Nguyễn Thảo. Chào chị Mita, chào cô Minh Trinh.
Dạ, chú Quậy cẩn thận, ai mua vé lên chuyển khoản cho chú Quậy nhé. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ, ai mua vé chuyển khoản Quậy mới mua dùm cho chứ. Chứ Quậy cũng đâu còn tiền đâu. Có mấy cô mà giống như Quậy quen biết rồi á, đi show gặp rất là nhiều lần rồi. Thì giống như mấy cô không có chuyển khoản được thì đó, lúc đó gọi điện nhờ Quậy mua vé thì Quậy giống như là đi show rồi gặp Quậy lấy. Nhưng mà còn những cô chú anh chị chưa có bao giờ mà liên lạc hoặc là chưa có bao giờ mua hàng hay là chưa bao giờ mà Quậy biết đó, thì thường là phải chuyển khoản Quậy, Quậy mới mua dùm. Nhưng mình không nghe Quậy đọc tên trong danh sách, không có tên mình. Lúc nãy Quậy có đọc cuối có tên của chị Thủy Trần, nhưng mà giống như chị nghe chậm quá thì cũng không hiểu sao. Chú vậy coi lại đi cháu, vậy sao một vé nói 5 lần là sao? Cô Lê Châu đang nói gì ạ? Cô gái đừng chọc chú Quậy nha, chú Quậy thật thà lắm. Wow. Dạ bỏ qua đi chú Quậy, khó quá. Yeah. Chị không phone được vì phone này ở Canada. Dạ lúc nãy Quậy có nói Quậy mua rồi, nhưng mà Quậy ghi vào sổ rồi đó. Thì nếu như mà ngày mai chị không gọi được, nhưng mà ngày mai nếu chị không gọi thì cái vé đó Quậy sẽ ở đây, mong chị thông cảm là vì nhiều khi có những cái người anti fan mà người ta cũng trà trộn vào trong gia đình săn đọt chuối thì người ta cũng hay chọc hay phá, nên do chị không có gọi điện trực tiếp nên nó khác với những cô còn lại khác đó, cho nên rằng là chị phải hiểu và thông cảm giúp Quậy là như vậy. Chứ giống như các cô khác gọi điện cái là chốt liền luôn, gọi điện phát cái là chốt liền luôn, đâu có nhắc tới nhắc lui. Còn chị thì Quậy cũng nói là Quậy ok rồi, nhưng mà chị lại không nghe thấy thế này thế kia, nên nó cũng phức tạp hơn những người khác. Thì từ đây tới ngày mai, nếu như chị mua vé cho người nhà hay cho ai đó hay là cho chị thì chị cứ gọi điện cho Quậy nha. Còn không thì lúc đó thì giống như là chị chọc Quậy thì lúc đó thì nó khác. Dạ. Ở đây mấy trăm con người người ta nghe mà Thủy Trần không nghe là sao? Giống như cô Lương Phạm nói, ở đây mấy trăm con người người ta nghe mà sao Thủy Trần không nghe là sao? Dạ. Yeah. Cô Điện Tiên, cô chú Quậy có tin không? Dạ. Yeah. Như cô Điện Tiên là Quậy tin nè. Vì mọi khi mua hàng ủng hộ cho Quậy, bây giờ cái cô mua hàng nhiều, nó còn nhiều tiền hơn cái tiền vé rồi. Nên giờ có bị giả vì cô có lừa thì cũng bù lại cái tiền lời hôm trước. Nên không sợ. Dạ. Yeah. Nói đùa vui vậy thôi, thì giống như các cô đã từng trò chuyện rồi chia sẻ thì Quậy cũng biết là các cô là bên gia đình săn đọt chuối rồi, thì Quậy quen rồi thì nó khác. Chú Quậy có thuốc dưỡng mắt Hàn Quốc không? Dạ, Quậy đang nhờ chị Vân Sâm lấy cái mặt nạ mắt của Hàn Quốc. Dạ, nó cũng dưỡng mắt á. Còn gọi là thuốc thì Quậy không có, nhưng mà Quậy đang nhờ chị Vân Sâm lấy cái mặt nạ mắt để cho nó hết nhăn nheo mắt. Mặt nạ mắt. Chào cô Hoàng Kim Nhung.
Dạ, Quậy chào chị Lý Thanh Nguyễn. Gửi qua mail. À, không có, giờ bây giờ Quậy hỏi thử là chị Thủy Trần mua vé là bữa đó chị về hay là chị mua dùm cho người thân ở Việt Nam đi ạ? Để Quậy còn biết, giống như là chị Thủy Trần là bữa đó là chị từ Canada về hay là ở mua dùm cho người thân ở Việt Nam. Còn Quậy hiện tại thì Quậy có ghi sổ chị Thủy Trần một vé rồi, và còn lại ba vé thì trước giờ cũng chưa gặp chị Thủy Trần bao giờ nên nó cũng là như vậy thôi. Còn nếu như giả sử như chị mua cho chị hoặc cho người thân gì đó để ủng hộ cho Út Cường, rất là trân quý, rất là cảm ơn chị rất là nhiều. Thì có gì thì hôm nay gọi điện không được thì nhờ người thân gọi cho Quậy, nhờ người thân gọi cho Quậy hoặc là liên lạc với Quậy trực tiếp, thì lúc đó Quậy giữ vé cho chị. Còn từ đây tới ngày mai mà không có ai liên lạc cho Quậy thì Quậy xin được phép nhường lại cái vé đó cho người khác, dạ, để đi ủng hộ cho Út Cường. Dạ. Rồi. Dạ, ở đây Quậy thấy các cô, ở đây giống như các cô ẩn cái bình luận của cô đi luôn rồi. Dạ, thôi còn khó quá bỏ qua. Dạ, còn 3 vé, hiện tại Quậy còn 3 vé, 500 nữa. Dạ, còn 3 vé, 500 nữa các cô chú anh chị. Còn 3 vé 500 nữa các cô chú anh chị chia sẻ và coi có cô nào mà có đi đu xô ủng hộ được Út Cường thì nhận mua cái vé đó ủng hộ Út Cường. Rồi để Quậy đi cập nhật những cái thông tin khác để chia sẻ cùng với cả nhà. Rồi cái tình hình vé của show 30 tháng 4 của bác Ba đó. Cái tình hình vé của show 30 tháng 4 của bác Ba thì Quậy thấy nó cũng chưa được nhiều. Rồi các cô chú anh chị coi nếu như có thời gian, ủng hộ thì cũng bắt đầu mua vé ủng hộ cho show 30 tháng 4 của bác Ba. Vì cũng đã bán vé rồi. Rồi hôm nay Quậy thấy báo chí họ có viết một bài viết liên quan tới Út Cường. Dân ca Ngọc Sơn nhận xét về giọng hát của Hồ Văn Cường ở hiện tại. Dân ca Ngọc Sơn nhận xét về giọng hát của Hồ Văn Cường hiện tại như thế nào ạ? Đây, báo chí có viết. Tác giả Bình Nguyễn rất quen thuộc với gia đình sân đọt chuối nhà mình. Giọng hát Hồ Văn Cường trong mắt Ngọc Sơn có tiến bộ hơn so với trước đây. Chấm hỏi. Mới đây đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dân ca Ngọc Sơn thông báo về một đêm diễn giữa mình và nam ca sĩ Hồ Văn Cường vào ngày 30 tháng 4 sắp tới, nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đó mọi cái cuộc sống đều là những thử thách, có làm cho con người mình đẹp thêm thôi, không có gì xấu hết. Ngọc Sơn thấy cái gì cũng đẹp hết á, tất cả mọi lời chê trách chê bai hoặc là những cái lời khen của mình cho mình đốt đúc tinh thần, hoặc những ai chưa hiểu lầm
chưa hiểu mình hiểu lầm thì mình giải thích một tí cho biết. Nhưng lòng Ngọc Sơn từ lúc nào cũng thương đại gia đình và trân quý tất cả những mọi điều xảy ra. Cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp lại sau. Tấm thằng nhỏ bé xin cảm ơn đại gia đình. Mời các cô chú chị cùng nghe lại bác Ba nhận xét về giọng hát Út Cường hiện tại. 30 tháng 4 hát với con Hồ Văn Cường nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Cường hát rất hay và bây giờ rất là tuyệt vời, giọng rất ấm, rất mềm mại và trưởng thành rất là nhiều hơn nữa. Thì tất cả những gì đã xảy ra trước đó, mọi cái cuộc sống đều là những thử thách trong cõi, làm cho con người mình đẹp thêm thôi, không có gì xấu hết. Ngọc Sơn thấy cái gì cũng đẹp hết á. Tất cả mọi lời chê trách, chê bai hoặc là những cái lời khen của mình cho mình đốt đúc tinh thần, hoặc những ai chưa hiểu mình hiểu lầm thì mình giải thích một tí cho biết. Nhưng lòng Ngọc Sơn từ lúc nào cũng thương đại gia đình và trân quý tất cả những mọi điều xảy ra. Cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp lại sau. Tấm thân nhỏ bé xin cảm ơn đại gia đình. Thì bác Ba nhận xét Út Cường giọng hát mềm mại hơn. Dạ, alo ạ. Dạ. Dạ nhớ, dạ. Dạ còn 3 vé 500 nữa ạ. Dạ được. Cô lấy mấy vé hả? Một vé, và em cô gần đó, dạ. Rồi. Dạ vâng, một vé, vâng. Cái này Zalo, dạ cái này Zalo đó. Dạ vâng. Rồi cháu gửi cái số tài khoản cho cô rồi cô ấy. Dạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ dạ. Rồi có một cô Nga Nguyễn, cô mua cho cháu một vé nữa. Vậy là còn hai vé, dạ. Vậy là còn hai. Chào cô Lương Hồ ạ. Chào cô Minh Lê. Cô Huệ Kim nói bên ATE có 15 vé 500k nữa đó cả nhà. Wow. Vậy là hy vọng rằng là sẽ sớm sold out để cho các cô chú anh chị, đặc biệt là bên phía ban tổ chức như Út Cường à. Dạ thực sự là đối với cội á, dù bất cứ cô chú anh chị nào thì cội cũng đều rất là tôn trọng. Ngay cả lươn hay anti-fan mà các cô chú anh chị gọi là lươn hay gì gì đó thì cội cũng không muốn dùng cái từ lươn đâu. Nhưng mà chỉ mong rằng sẽ hiểu nhau và sống yêu thương nhau thôi. Còn ví dụ như mà có chọc cội hay gì thì cũng mong rằng đừng có chọc cội, tội nghiệp cội. Tại vì lúc nào cũng không muốn mất đi bất cứ một cái tình yêu thương nào của một người nào, mà cũng không muốn bất cứ một cái chuyện gì hiểu lầm xảy ra, và cũng chỉ mong cả nhà mình yêu thương nhau thôi. Nên là khi mà cũng chưa biết được chính xác 100% là lươn hay không lươn, hay là người thật hay việc thật, thì quậy cũng chỉ ở mức độ cảm nhận và chờ thêm khi mình xác minh
100% thì lúc đó thì, nhưng mà giống như các cô thì chặn luôn rồi, giống như các cô thì chặn cái nick đó luôn rồi thì không có thấy xuất hiện nữa. Dạ. Thì bác Ba nhận xét rất là hay về Út Cường đúng không ạ? Rất là tốt về Út Cường giọng hát hiện nay rồi. Mềm mại hơn, trưởng thành hơn rất là nhiều. Đó, thì vẫn là có cái sự tiến bộ. Hát với con Hồ Văn Cường nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Cường hát rất hay. Và bây giờ rất là tuyệt vời, giọng rất ấm, rất mềm mại và trưởng thành rất là nhiều hơn nữa. Giọng ấm và mềm mại. Cả những gì đã xảy ra trước đó, mọi cái cuộc sống đều là những thử thách trong cõi, làm cho con người mình đẹp thêm thôi. Không có gì xấu hết, còn Sơn thấy cái gì cũng đẹp hết á. Tất cả mọi lời chê trách, chê bai hoặc là những cái lời khen của mình cho mình đốt đúc tinh thần, hoặc những ai chưa hiểu mình thì mình giải thích một tí cho biết. Nhưng lòng Ngọc Sơn từ lúc nào cũng thương đại gia đình và trân quý tất cả những mọi điều xảy ra. Cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp lại sau. Dạ. Thằng nhỏ bé xin cảm ơn đại gia đình. Vâng, thì bác Ba nhận xét rất là tốt, và đặc biệt có cái câu là cuộc sống này thì trân quý cả sai cả đúng, cả tất cả những lời nhận xét thế này thế kia đúng không ạ? Rồi ai hiểu sai thì một ngày nào đó thì từ từ giải thích rồi người ta cũng sẽ hiểu hay gì gì đó. Còn trân quý tất cả đúng sai, rồi những lời này lời nọ, giống như nó là cái cuộc sống là như vậy. Thì giống như cái bản lĩnh của bác Ba đã từng trải cái cuộc đời này nên bác Ba đón nhận tất cả đúng không ạ? Có vui, có buồn, có đúng, có sai, có chắc, có mắng, có móc, có ghét, có thương. Nó là cái yếu tố của cuộc sống. Quan trọng nhất là bản thân mình là làm tốt. Tốt là được đúng không ạ? Quan trọng nhất là bản thân mình là phải tốt thật sự. Còn cái giống như một cái bài hát nhạc chế của cái anh nhạc chế kia, miệng đời nhiều sát thương. Đó. Miệng đời nhiều sát thương đúng không ạ? Miệng đời nhiều sát thương. Sao đếm được là bao nhiêu chương? Vì nó rất là nhiều chương luôn. Miệng đời nhiều sát thương, sao biết được là bao nhiêu chương? Miệng đời là như vậy. Cho nên rằng là bác Ba thì lúc nào cũng nói đón nhận tất cả những cái gì đó của cuộc đời này. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bản thân mình phải là người sống tốt. Thì những cái kia nó từ từ rồi sẽ dần dần hiểu ra. Và đúng sai thì người ta sẽ biết thôi. Đó. Thì mong rằng mọi người cũng được một phần giống như của bác Ba. Thì chắc cuộc đời này nó sẽ tươi đẹp đúng không ạ? Rồi hôm nay để quậy vào cập nhật trong gia đình sân đọt chuối nhà mình coi. Quà cáp ngày hôm nay khoe, quà cáp hôm nay có nhiều không ạ? Để quậy coi hôm nay khoe quà cáp có nhiều không? Để quậy lướt lướt coi hôm nay có nhiều quà để khoe. À, bạn Lệ, cô Kim Hoàn tặng Cường show 24 tháng 4 và 30 tháng 4. Đây là quà yêu thương của cô Kim Hoàn. Hai bao lì xì. Mỗi bao lì xì là 1 triệu. Tuyệt vời cô Kim Hoàn đúng không ạ? Của bạn Nguyễn Ngọc Lệ cập nhật. Rồi FC miền Nam xin cảm ơn chị HH ủng hộ 3 triệu. Chị Kim Hoàn ủng hộ quỹ 2 triệu rưỡi. Rất tuyệt vời luôn. Rồi đây là cái này là của chị Lan Nguyễn, cô Lan Nguyễn hôm qua quậy cập nhật rồi. Với cô Yến Lê, chị Yến Lê.
Ở đây là cái thông báo của S Entertainment, công ty của S Quang Ngọc, là con nuôi của bác Ba Ngọc Sơn, cũng là giám đốc. Thì cũng thông báo đêm mini show của ca sĩ Hồ Văn Cường và khách mời đặc biệt danh ca Ngọc Sơn đã chính thức nhận đặt chỗ. Các cô chú anh chị đặt chỗ vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 971 079 hoặc inbox trang S Entertainment nhé ạ. Thì đây là cái bài thông báo từ bên phía trang S Entertainment, công ty S Quang Ngọc, của ca sĩ S Quang Ngọc. Còn đây là chị Hồng Phước Đặng cập nhật mua vé đi đông vui cả nhà ơi. Thì chị Hồng Phước Đặng là người hỗ trợ các cô chú anh chị mua vé cho các show diễn, cũng như đăng ký khách sạn này kia, xe cộ di chuyển. Các cô chú anh chị có thể liên hệ trực tiếp với chị Hồng Phước Đặng để mà cũng không hiểu cái số điện thoại của chị Hồng Phước Đặng nó có liên quan tới nhiều thứ hay gì đó, thì cũng chưa thấy chị Hồng Phước Đặng cập nhật số điện thoại lên cho mọi người liên lạc. Có thể nếu như mà có một cái số điện thoại nào đó riêng để cho mọi người liên lạc mua vé dễ luôn. Nhưng mà chị Hồng Phước Đặng thì giống như ngại không có để cái số điện thoại mình lên. Còn quà nào nữa không ạ? Dạ, quà này hôm qua cô ấy chia sẻ rồi. Fan nhí ruột của anh Cường đây. Đây là fan nhí ruột. Chào cô Chi Dương. Cuộc đời phải có tốt có xấu chúng ta đón nhận thôi, chứ có ai trọn vẹn 100% đâu cả nhà. Ồ, đây là món quà nữa nè. Chúc con ca sĩ Hồ Văn Cường show diễn nào cũng thành công. Và đây là tình yêu thương của cô dành cho con nè. Cô mong có thật nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng con mỗi show. Đây là món quà yêu thương của cô Hà Trần, chị Hà Trần ở Đồng Nai. Một hộp yến. Một hộp yến. Rồi đây là món quà yêu thương cô Hà Trần tặng. Là một hộp yến này. Dạ. Yeah. Các cô chú chị nhìn thấy hộp yến này quen quen không ạ? Đây là yến của chỗ chị Hương Biển nào. Thì cô ấy cũng đang bán cái yến này. Nhân tiện đây BA luôn, giới thiệu luôn. Cô ấy cũng đang bán cái yến này. Dạ. Yeah. Các cô chú chị có mua ủng hộ cô ấy nha. Một hộp yến với quà lì xì là 2 triệu. Đó là chị Hà Trần. Chị Hà Trần ở Đồng Nai của anh. Và cũng là chị mà dẫn nguyên một gia đình nội ngoại hai bên này kia đi 18 người, lập kỷ lục đó. Đi đu show ủng hộ Út Cường cái đợt show 30 tháng 4 Đà Lạt thì phải, dạ, năm ngoái. Dạ. Chị Hà Trần. Rồi còn quà cáp yêu thương nào nữa không ạ? Thì đây là cái sơ đồ sân khấu của show 30 tháng 4 của bác Ba. Thì cô ấy thấy cái tình hình vé bán cũng mới được có một vài những ít ghế ở trên đầu thôi. Nên các cô chú anh chị chia sẻ nhiều nhiều hơn về show diễn này, ủng hộ bác Ba, ủng hộ Út Cường. Dạ, vâng, thì
Đây là quà của nhóm cô Violet ạ. Hôm bữa Quậy có cập nhật rồi. Đây là quà của nhóm của cô Violet ạ. Hôm bữa là như là 12 triệu mấy. 12 triệu cộng 1 triệu nữa thành 13. Đó là quà của nhóm của các cô Violet ạ. Rồi kéo dài dài xuống thì còn quà nữa không ạ? Thì Quậy cũng có tiếp nhận quà cô Hà Nội này, của chị Thúy Hà này, và chị Hương Trương. Rồi có mấy cô gửi những cái bao lì xì nữa cho Út Cường. Thì đợi Quậy chuẩn bị những cái bao lì xì xong rồi Quậy sẽ cập nhật những quà yêu thương với cả nhà. Còn kéo kéo dài xuống đây thì có bấy nhiêu. Hôm nay hiện tại là có bấy nhiêu ạ. Để Quậy vào sang đọt chuối miền Bắc. À coi. Ngoài các cô chú chị ở sang đọt chuối miền Bắc có điều gì chia sẻ? Thưa cả nhà, xin thay mặt FC cảm ơn cô Mùi và cô Hoàng Hiền tài trợ quỹ tổng số tiền 1 triệu. 1 triệu. Chúc cô và chị nhiều niềm vui trân trọng. 18 triệu 255 nghìn. Thì đợt này Quậy thấy các cô chú chị thấy cái quỹ của MC Săn Đồ Chuối miền Bắc bây giờ nó cũng hơi hơi thấp thấp xuống rồi nè. Thì đây cũng là cái điều tình yêu thương của các cô chú chị Săn Đồ Chuối ngoài miền Bắc. Cũng nhiều lần đi đu show Út Cường rồi mọi người cũng được hỗ trợ một phần nào. Và tới lúc này thì cái quỹ nó hơi còn giảm xuống đúng không ạ? Hiện tại là 18 triệu mấy á. Thì vẫn cứ thấy lâu lâu anh Khôi Nguyễn vẫn cập nhật có những cô chú anh chị mạnh thường quân yêu thương săn đọt chuối nhà mình tương tác quỹ, hỗ trợ quỹ một chút tình yêu thương như thế này. Và thì rất là đáng trân quý và cầu chúc cho quỹ của FC săn đọt chuối miền Bắc nó đầy lên rồi mọi người đi show nhiều hơn ủng hộ Út Cường. Thưa cả nhà, xin thay mặt MC cảm ơn chị BN USA đã tài trợ quỹ số tiền là 1.240.363 Việt Nam đồng. Xin chúc chị nhiều niềm vui trân trọng. Tự nhiên, thực sự là không biết là chị tên là gì nhưng mà cảm ơn chị BN, tự nhiên đọc tới chữ BN là sao? Là nghĩ ngay tới cố ca sĩ liền, Phi Nhung đúng không ạ? Nhưng mà đây không biết là chị tên là BN là Phương Như hay là như thế nào thì vô tình nhìn thấy cái chữ này làm cho mọi người nhớ ngay tới cố ca sĩ. Rồi thì sẵn đọt chuối miền Bắc cũng chưa thấy cập nhật quà. Chắc từ từ gần tới ngày rồi mọi người sẽ cập nhật cho nó nóng, cho nó hot. Dạ vâng thì ngày hôm nay có những thông tin đó Quậy cập nhật và chia sẻ cùng với các cô chú anh chị liên quan tới những show diễn. Mời chú Quậy mà quên chưa cơm nước gì luôn, trời ơi. Cảm ơn chị Linh Huỳnh. Vâng thì còn lại là hai vé 500, Quậy còn hai vé 500. Các cô chú anh chị nào có cần vé 500 để đi đu show ủng hộ Út Cường show ngày 24 tháng 4 tại Sài Gòn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với Út Cường đó. Các cô chú anh chị gọi số điện thoại 0813350765 ở trên màn hình và chốt hai cái vé đó ủng hộ Út Cường nha. Để đi đu show ủng hộ Út Cường. Thì cảm ơn các cô chú anh chị đã lắng nghe chia sẻ của Quậy ngày hôm nay. Rồi
còn ít phút cuối trước khi xuống live thì gọi mời các cô chú anh chị nào rảnh rỗi hay là có không có việc bận gì thì ngồi lại trò chuyện với Quậy, rồi trò chuyện với mọi người vui vẻ, tám chuyện trên trời dưới đất gì cũng được, rồi xem Quậy giới thiệu một số những cái sản phẩm, thấy cái nào nó có phù hợp các cô chú anh chị mua ủng hộ cho Quậy. Quậy cảm ơn rất là nhiều ạ. Thì tình hình vé của show ngày 24/4 để Quậy đây rồi, Quậy coi còn hai vé các cô nào chốt luôn rồi, đợi đây. Ngày hôm nay Quậy rất là vui khi mà sáng nay được một cô mà cô ấy mua ba cái mỹ phẩm Hàn Quốc của Quậy để xài đó. Mà sáng nay cô gọi điện cô ấy khen quá trời. Thì không biết là các cô chú chị khác xài nó như thế nào rồi. Còn cô ở đây thì cô xài cô khen. Cô khen mà đến nỗi mà cô gọi điện cô dặn, cô hỏi thử là cái hàng này nó có thường xuyên hay không, để cô còn biết cô mua cô để dành chứ không là nó hết hàng là không được. Đấy, nghe được cái câu đó mà nó vui gì đâu ạ. Thì thực sự rằng là Quậy cũng đang nhờ chị Vân Sâm lấy tiếp về, vì nó cũng đang hết hàng. Quậy cũng đang nhờ chị Vân Sâm lấy về tiếp cái bộ sản phẩm đẹp của Quậy này, gồm có kem dưỡng, nó có kem dưỡng nè, rồi có serum, có kem dưỡng, có serum, rồi có kem chống nắng. Dạ, có kem chống nắng, kem chống nắng bịt bê, rồi có sữa rửa mặt và tẩy trang. Sữa rửa mặt và tẩy trang, dạ, đó, nguyên bộ sản phẩm của Quậy. Mỹ phẩm của chị Vân Sâm đem về cả nhà yên tâm nha. Thì hồi sáng nay cô có gọi điện và Quậy thấy cô khen về sản phẩm quá trời. Mà nó vui, mà giống như dặn Quậy là hỏi để coi sản phẩm có thường xuyên không, chỉ sợ nó lấy hàng về nó lâu á là không có xài nên nên cô gọi điện để hỏi là, nhưng mà thì để Quậy sáng nay Quậy cũng có ghi âm cái đoạn mà cô chia sẻ nó hay như vậy để các cô chú anh chị nghe một chút về cái sản phẩm mà cô ấy xài, rồi giống như là, nhưng nó dài quá, giống như là nó tốt thì thực sự là Quậy cũng không dám nói tốt nhiều về sản phẩm, nhưng mà chỉ mong các cô chú anh chị xài nó có hiệu quả rồi phản hồi giúp Quậy thôi, cũng như là giới thiệu giúp cho Quậy người này người kia.
Dạ thì đây là bộ sản phẩm, còn còn kèm thêm một cái mặt nạ nữa là ok luôn, có cái mặt nạ sâm. Đó là chọn bộ cái bộ sản phẩm của Quậy là có 5 món. À, một cái serum và một cái kem dưỡng. Rồi chống nắng. Rồi đắp mặt nạ với sữa rửa mặt. Quậy mở một chút cái đoạn trò chuyện giữa Quậy với cô để các cô chú anh chị nghe nha. Mở nhỏ nhỏ thôi. Để các cô chú anh chị tin tưởng để mua ủng hộ cho Quậy cái mỹ phẩm về làm đẹp. Xin phép cô cho Quậy chia sẻ một chút. Chắc khoảng tuần lễ có không? Dạ có chứ, một tuần lễ là gửi về kịp. Đó. Các cô chú chị thấy cô gọi điện cô hỏi tuần lễ có kịp không? Chị mua trước vậy đó. Dạ, ủa cái nó xài hiệu quả dữ lắm à. Chị nói em không tin chứ bữa nay cái mặt chị mấy đứa nó không có đóng ra tuổi chị rồi đó. Trời ơi. Ghê dữ hả? Sao nó hộp dữ vậy? Không biết là do cơ địa của chị hay gì. Chứ nói chung là chị cũng phối hợp về cách ăn uống, thuốc men đồ này, cái phần chứ không phải là mỹ phẩm không. Dạ, nhưng mà hôm bắt đầu xài mỹ phẩm tụi em sao hôm nay nó khác hơn mọi khi là chắc chắn là nó rồi. Thì chị thấy rõ rệt là nó mà. Dạ. Tại vì lúc trước chị cũng xài thuốc men cũng vậy, nhưng mà những cái mỹ phẩm trước chị xài nó chỉ là cái da nó ẩm bình thường thôi, nhưng mà cái này chị thấy cái độ săn nó quá giỏi. Yeah. Thay vì lúc trước ấy giờ nó cái mặt chị săn gọn lại giống như nâng cơ vậy đó. Vậy mình đâu có nâng cơ. Chị mới xài hết nha, xài hết hai chai đầu đó, ủa cái chai serum với chai kem á. Yeah. Giờ chị còn bữa hổm chị sợ cũng hết rồi chị mới đặt tiếp em đó. Hôm bữa chị xài tính ra vậy là mới bao nhiêu lâu thì nó mới hết một chai. Thì chị xài chị cũng không có canh nữa. Nhưng mà chị xài sao chị thấy nó hiệu quả quá trời. Cả 2 tuần rồi đúng không chị nhỉ? Chắc phải 2 tuần. Chắc cỡ 2 tuần à. Dạ. Hôm trước chị sợ là không có hàng về liên tục nên chị xài mấy phần nữa là chị đặt thêm 2 chai nữa nè. Dạ. Nên chị hỏi em là vậy sau này ví dụ chị xài phần nữa là bắt đầu chị đặt hàng tiếp để chị xài. Dạ vâng. Cứ từ từ. Nói không có tin. Dạ nói không có tin. À, em nói nhiều khi chị nói thì chắc em nói là kiểu ấy. Mà chị năm mấy tuổi mà bữa hổm chị ra chị hỏi nhỏ bạn chị về hỏi. Chị hỏi người lạ nè, chị hỏi em nhìn chị coi cỡ nhiêu, nó nói cỡ 40 tuổi. Chị thấy hiệu quả quá trời, tại vì hồi đó giờ chị đi dạy mà chị cũng sưu tầm nhiều loại kem lắm á, kem Mỹ, Olay đồ cũng có hết nè. Nhưng mà chị đâu có thấy hiệu quả gì dữ à. Mà bữa hổm chị thấy nó nói ở trên mạng nó mấy cái hãng khác nó quảng cáo á. Thì cái hộp lớn đó, nó nói là cái hộp mà dưỡng đó tới 5.3 triệu đó. Dạ đúng rồi, cái nhưng thì đó thì cái đúng cái chai to nó mắc, cho nên mình mua 10 cái chai nhỏ bằng cái chai to thì vẫn rẻ hơn rất nhiều. Ừ rồi, với mà vừa cái đồng tiền của người ta nữa tự nhiên dồn ra cả chục triệu mua đồ thì thấy nó cũng nó hơi ngán. Còn ví dụ người ta mua người ta gần hết người ta xài tiếp hoài nó cũng là vậy, nhưng mà cái tiền đầu tư người ta mua nhiều món khác em biết không? Vâng. Ừ. Rồi cái mà chị thấy nó rõ rệt, nó săn rõ rệt luôn á. Ừ, chứ không phải mình chị không. Nói với em người bán chứ chị đâu có còn bán gì, chị phải quảng cáo em hiểu không? Vâng. Nhưng mà rõ ràng là cái mặt nó săn nó gọn lại. Chị là cái cách dùng cho em để em nói với mọi người dùng giống chị luôn cho mọi người.
Thì lúc trước thì chị nói đó, tức là trước khi xài thì em phải rửa mặt thật sạch. Rửa cũng như tẩy trang rồi rửa sữa mặt cho nó, cái da mình là nó không còn một cái chất gì trên đó hết. Khi mình xài cái serum vô nó mới thấm sâu vô. Rồi cái mình massage xong cái cho nó khô cái serum rồi cái bắt đầu mình xài kem này lên. Rồi cứ để vậy tới sáng. Tới sáng nhưng mà chị xài sáng chị xài một lần, tối chị xài một lần. Ồ, nghe chị xài hai lần rồi. Chị xài lần tức là cái da chị lúc này nắng nóng nè, vừa có mình xài quạt xài máy lạnh được, da nó dễ khô lắm. Dạ. Nhưng mà da chị là da khô nha. Da khô thì chị xài hai lần, còn mấy người ví dụ như da khác thì chị không biết. Nhưng mà như mấy người ta đi làm á thì xài serum xong rồi cái thấm vô rồi người ta xài chống nắng. Dạ. Anh đi làm, còn buổi tối thì xài serum với kem dưỡng cũng được. Khỏi xài chống nắng ban đêm. Rồi nói chung mình rồi một phần nói rồi, chung là chị ta, nhờ chị thì đắp lúc nào? Hôm bữa chị nói chị đắp nữa thì chị đắp trước khi xài kem hay sau khi xài kem? Trước khi đó, ví dụ như chị không có sắp mỗi ngày mà ví dụ cỡ 3 ngày thì chị đắp lần. Chứ người ta nói trên mạng là mình xài mỗi ngày cũng không có tốt, nó dư cái lượng ra đó, phải không? Dạ. Thì cỡ 3 ngày cái mình đắp một lần, đắp lúc trời buổi ăn còn sớm sớm á, cái nó thấm vô khoảng tiếng 2 tiếng hồ xong mình rửa mặt, rồi tối mình cũng vẫn xài kem serum với này lại bình thường. Dạ. Tức là mình đắp bữa nào mình đắp mặt nạ thì mình đắp nó hơi sớm một chút đặng nó thấm, rồi bằng đêm thì mình vẫn xài serum như thế này. Nhưng mà nói chung là em biết chị là phối hợp gì không? Cái sữa ốc chó này hình như là nó cũng có tác dụng sao á. Nên khi mà chị xài sữa ốc chó với chị xài đạm xăm á. Dạ, nghe uống viên đạm đó. Rồi chị cũng xài... chị thấy nó phối hợp vừa uống vừa ấy làm như nó đủ chất làm sao mà nó căng cái da quá trời, chị thấy rõ ràng á. Nó căng gọn lên thấy rõ vậy đó. Bữa nay cái mặt chị nó thon lại còn có chút xíu. Nói vậy cho em mừng. Nói chung là không phải là với mà mình cũng phải biết cách ăn uống, ví dụ như giữ mát cơ thể rồi uống nước đầy đủ đồ này kia, rồi cái xâm đạm đồ vô, mỗi cái nó có tác dụng chút chút vậy đó. Rồi sữa ốc chó này nữa nè. Không biết là thì chị xài có nhiêu đó thôi, mà nói chung là sáng thì chị uống sữa ốc chó, tối uống sữa ốc chó, rồi kèm với xâm đạm buổi sáng. Rồi chị dạy vậy mà sao chị thấy kết quả quá trời vậy? Không biết làm sao, không biết cơ địa những người khác. Nói chung là mình cũng trong uống rồi ngoài tho, chứ ngoài tho không, mà trong khi cơ thể mình nó thiếu chất, nó không có hỗ trợ bên trong không cũng không được. Dạ. Dạ hôm nay gọi không có nói hay được nên là gọi xin phép chị gọi chia sẻ một chút những cái lời mà chị sử dụng xong rồi chị ấy kể lại cho Quệ nghe đó. Thì nhưng mà chị giống như là một cô giáo về sinh học á, có nhắc thêm là các cô chú anh chị nhớ bổ sung uống nước này kia đầy đủ, rồi ăn uống đủ dưỡng chất này kia nữa, thì giống như nó kết hợp cả bên trong nữa thì cái da của mình nó đẹp nhiều hơn, giống như mình ăn uống đủ chất rồi những cái chất cần thiết này kia nữa, thì chứ không phải là cái mỹ phẩm nào nó uống thành thuốc tiên được. Thì khi nghe chị chia sẻ về cái mỹ phẩm thì đặc biệt là sợ không có hàng mua rồi kêu dặn trước như vậy, nghe như vậy thì rất là vui và hạnh phúc khi mà bán hàng các cô chú anh chị đó. Thì Cội cũng không biết nói như thế nào về cái bộ sản phẩm mỹ phẩm này. Nhưng mà thì nó có mấy cái chai loại nhỏ nhỏ như thế này. Thì nếu như các cô chú anh chị, đặc biệt là các mẹ, các chị trước giờ xài những cái mỹ phẩm nào đó mà mình chưa có ưng, nó chưa hài lòng, thì có thể chuyển sang ủng hộ Cội cái mỹ phẩm này về dùng thử và trải nghiệm thử mấy cái chai nhỏ nhỏ như thế này.
Rồi, cũng giống như chị chia sẻ là mấy cái chai người ta bán trên mạng mấy triệu bạc giá rất là cao chứ không có rẻ. Và cái này thì nó nhiều khi mua trên mạng cũng chưa có yên tâm, nhưng mà đây thì những cái sản phẩm từ chị Vân Sâm mang về luôn nên các cô chú chị yên tâm. Dạ, alo ạ. Dạ em còn ha, dạ cháu còn 2 vé 500. Dạ. À vậy để cô một vé nha. Dạ cô một vé, dạ. Ừ, ghi là cô đang nha, tại con nhỏ em nó mới đến nó nói nè. Dạ cô mua 2 vé rủ 2 người đi luôn đi cô. Không có vé thôi chứ không được 2 vé, tại có một mình nó. Có một mình à, dạ. Cô thì cô mua trước rồi, cô mua từ đầu rồi. Cô mua từ đầu rồi dạ. Ừ, cô mua từ đầu rồi, còn bữa nay nó lại đến nó nói này, dạ. Nó kể chuyện tại vì cứ nghĩ thứ tư là nó không đi được, dạ, vâng. Thế nên cứ rủ nó, thì giờ nó mới đến nhà nó chơi nè, thì mới hỏi đi được không, nó nói vậy thì con xin nghỉ buổi chiều con đi. Dạ vâng. Chỉ có một mình nó thôi. À, chú cô ấy cho nhắn tài khoản đi, cô chuyển khoản liền cho nha. Dạ vâng rồi, à, tí nữa rồi. Ghi là cô Đan nha. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn. Dạ cô Đan. Dạ cô Đan. Rồi vừa rồi có một cô chốt một vé nữa là 9, vậy là chỉ còn một nữa thôi. Dạ còn một vé 500.000 nữa, show ngày 24 tháng 4. Các cô chú chị nào đi được thì mua cái vé ủng hộ cho Út Cường ạ. Sao giống tiếng Lan Mã vậy? Dạ không phải đâu, dạ, tiếng của chị Lan Mã nó khác. Cái này của một cô giáo như ở dưới địa chỉ ở dưới Tiền Giang hay đâu hay là chỗ nào cũng quên mất. Quậy coi kiểm tra lại cô ở đâu ta. Không biết đăng lên chia sẻ vậy cô có chửi không nữa. Cô giáo nghỉ hưu rồi, cô dạy về sinh môn sinh học. Nên cô cũng nói rằng là cũng rất là hiểu về cái cơ địa, cơ thể của mình đó. Cho nên là ngoài ăn uống, ngoài kem này kia ra thì mình cũng phải có chế độ ăn uống. Đặc biệt là phải uống đủ nước nữa thì da nó mới đẹp. Dạ vậy là còn một vé nữa thôi ạ, một vé 500 nữa. Dạ. Ngày tí nữa gọi xuống like thì gọi sẽ liên lạc lại các cô để gọi mua luôn có hết. Dạ. Rồi đó là bộ sản phẩm mỹ phẩm. Đó là kem dưỡng này. À, cái kem dưỡng này rồi serum. Thì giống như cô chia sẻ là tối rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt hoặc tẩy trang gì đó rồi bôi serum này lên cho nó dễ thẩm thấu. Và cái serum này bôi lên xong rồi mình sẽ massage mặt, chờ cho massage mặt cho nó khô, một thời gian nó khô rồi bắt đầu mình có thể bôi cái kem dưỡng này lên. Đó, để cho nó chống lão hóa rồi căng da này kia, thì hai cái này kết hợp nhau thì rất là hiệu quả nhanh. Và cô cũng có nói rằng đắp thêm mặt nạ nữa, thì cô sáng cô chia sẻ nghe thấy mà vui. Thì cô nói rằng là cái serum này thì xài nó sướng này, mà nếu như xài cả hai á, serum xong rồi kem dưỡng này lên á, thì hiệu quả nó rất là cao á. Còn nếu như mà chỉ có xài cái kem dưỡng này không thôi thì cũng đã thấy nó rất là ok. Đó, cô nói là có thể xài kem dưỡng này không, lúc mà ví dụ như hết serum thì xài kem dưỡng này không thì cũng thấy nó có cái hiệu quả. Đó, nhưng mà tốt nhất thì cô thấy mấy cô cũng chia sẻ là cứ bôi kem serum xong rồi kem dưỡng. Chú Quậy có kem chống nắng chưa? Dạ Quậy có kem chống nắng cả tuần nay rồi ạ. Quậy có chia sẻ đây ạ,
Đây là kem chống nắng Hàn Quốc. Cái sản phẩm Quậy bán là của Hàn Quốc, kem chống nắng BB. Thì nó có hộp lớn và hộp nhỏ. Cái hộp lớn là 40g ạ, còn cái hộp nhỏ là 20g. Hộp lớn là 40g, hộp nhỏ 20g á. Thì cái hộp lớn giá là 280, hộp nhỏ là 180. Cái kem chống nắng này gọi thấy các cô xài cực kỳ thích luôn. Nói rằng nó không có bị lộ kem. Giống như nó mịn da mà nó đó, hộp lớn hộp nhỏ, giống như nó mịn da nên là không có thấy lộ kem này kia. Thì kem chống nắng BB Hàn Quốc. Các cô chú chị nhìn hai cái tay cội bây giờ hai cái màu nó vẫn khác nhau. Cái màu bên này nó vẫn bị sậm màu, màu bên này nó trắng hơn. Cái tay mà cội hay dùng kem cội thử cho các cô chú chị nhìn đó, thì đi ra ngoài đường biết là bây giờ hai cái tay nó vẫn khác màu nhau. Cái có kem nhìn nó khác ngay vậy. Cô Hoa Vũ, chị Hoa Vũ có mua kem chống nắng ủng hộ cho Quậy nha. Cô Hoa Vũ, chú Quậy có kem chống nắng chưa, gửi cô một nọ. Dạ có rồi ạ. Cô Hoa Vũ nhắn trong cái Zalo giúp Quậy. Rồi cho Quậy biết là lấy cái loại to hay loại nhỏ. Quậy thấy lấy cái loại chai to thì nó lợi hơn. Lúc đầu thì Quậy thấy các cô cứ dùng thử, có thể mua chai nhỏ nhưng mà đa phần các cô khen rồi nên Quậy thấy mua chai to thì nó lợi hơn cái chai nhỏ. Chào cô Thân Triều ạ. Rồi thì đó là cái kem chống nắng và bây giờ là cái sữa rửa mặt và tẩy trang. Đây là cái hộp sữa rửa mặt và tẩy trang ạ. Dạ. Hôm nay cái điện thoại nó không quay lại đường sau được nên nó hơi dở. Sữa rửa mặt và tẩy trang thì cái hộp này nó có hai tip, nó là hai trong một. Một cái tip là rửa mặt và một cái tip là tẩy trang. Thì ở đây các cô chú chị thấy nó có hai cái màu khác nhau một chút. Cái màu ở trên nó hơi đậm hơn, cái màu dưới nó nhạt hơn. Thì cái đậm hơn và ở bên trong nó cũng hơi đặc đặc hơn một chút là sữa rửa mặt, còn cái dưới là cái tẩy trang. Thì nó có một hộp, nó có hai tip như vậy, nó trọn bộ như vậy luôn. Thì các cô chú chị chỉ cần mua thêm cái bông gạc tẩy trang nữa là được. Thì giá một cái hộp mà gồm có tẩy trang và sữa rửa mặt này là 180.000 ạ. Là cái nhãn hiệu này thì được đánh giá giống như là cái nhãn hiệu Ohui của Hàn Quốc mà cũng rất là nổi tiếng đó. Thì đây là cái sản phẩm cũng rất là chất lượng. Thì một hộp nó có hai này. Một hộp nó có hai cái tip như thế này. Một tip là tẩy trang và một tip là sữa rửa mặt. Giá là 180.000 ạ. Rồi bên sản phẩm làm đẹp thì chỉ còn có mỗi cái mặt nạ sâm này nữa là đủ bộ. Mặt nạ sâm này đắp rất là mát, rất là cực kỳ thích. Gọi thấy ai đắp cũng khen cái mặt nạ sâm này, đắp nó sướng, nó thích. Thì cái cách đắp nó cũng rất là dễ. Cứ rửa sạch mặt đi rồi đắp mặt nạ lên chờ 15-20 phút gì rồi tháo ra vậy là xong. Không có qua các bước khác. Đó, thì một cái lốc như thế này nó có 10 miếng đắp mặt nạ. Giá là 160.000 ạ. Có 10 miếng. Mặt nạ sâm Hàn Quốc. Rồi Quậy có các loại sản phẩm khác, Quậy giới thiệu lướt qua để các cô chú anh chị
có cái nào nó phù hợp thì mua ủng hộ cho Quậy nha. Ở đây là cái dầu nóng Hàn Quốc, cái dầu nóng này xài rất là thích luôn. Thì hôm qua Quậy đi đá banh, đi đá banh mà banh nó đá vào cái bắp chân mà nó sưng cục luôn á, mà Quậy về rất là đau. Ồ, nhưng mà lấy dầu nóng ra xoa cái nó xẹp xuống. Và hôm nay nó rất là dễ chịu, rờ vô không thấy nó đau mấy nữa, nó không còn đau mấy. Hôm qua về rờ vô rất là đau, nhưng mà xoa dầu nóng vô thấy nó xẹp xuống, nó không bị cứng cái chỗ sưng đó. Xong rồi bây giờ thì rờ nó hơi hơi còn đau đau chút xíu, thì xài rất là nhanh, có hiệu quả, rất là thích. Dầu nóng Hàn Quốc chuẩn từ Hàn Quốc về luôn. Các cô chú chỉ dùng cho những chỗ nhức mỏi vai chân tay gáy đó thì nó rất là hợp, và ở ngoài da ngoài cơ chứ không phải là xương cốt ở bên trong. Xương cốt ở bên trong thì khác, là có nước nhào. Còn này là ngoài da ngoài cơ. Đối với những cái loại cao dán vậy thấy cái này nó nhịn hơn rất là nhiều. Rồi Quậy có sữa ốc chó hộp và sữa ốc chó bịch. Thì cái sữa ốc chó hộp giá của nó một thùng là 300.000. Nó có 24 hộp. Một hộp là 195ml. Còn cái sữa bịch này thì bên cạnh đây là sữa bịch. Bên sữa bịch này thì một thùng của nó giá là 270. Và nó có 20 bịch. Mỗi bịch là 195ml. Nó nhiều hơn 5ml so với sữa hộp, nhưng nó ít, nhưng cái số lượng bịch hơn. Sữa hộp là 24, còn này nó 20. Thì nó khác nhau về mẫu mã hộp vậy thôi, chứ còn chất lượng thì hai cái đều giống nhau. Đặc biệt là uống rất là ngon khi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Các bé học sinh này kia uống cái này rất là thích. Rồi có nhiều cái loại hạt, rất là tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi nữa. Rồi nó phù hợp với mọi tầng lớp độ tuổi. Thì mỗi một thùng phí ship của nó khoảng 30.000. Thì ví dụ như cái sữa bịch này là 270 tiền hàng với 30.000 ship, nó là 300. Còn cái này là sữa hộp thì một thùng nó 24 hộp, giá là 300, cộng với phí ship khoảng 30.000 nữa là 330. Thì nó cũng, giá của nó cũng cạnh tranh với ở ngoài thị trường được luôn. Ngoài thị trường có thấy bán giá còn cao hơn. Đó, thì cái sữa ốc chó này nó uống đậm đặc và rất là ngon. Các cô chú chị nếu như chưa tìm được các loại sữa ưng ý thì có thể mua ủng hộ Quậy thử cái sữa này về coi có hợp không ạ. Rồi Quậy có kem đánh răng Hàn Quốc. Dạ, đây là kem đánh răng Hàn Quốc. Cảm giác nó sạch răng. Cảm giác rất là sạch răng và rất là thoáng ở trong cái khoang miệng của mình, rất là thích. Giá của một lốc thì có 3 tip, 1, 2, 3 là 150.000 ạ. Các cô chú chỉ có thể mua lẻ từng tip, giá 50.000 một tip. Đó là kem đánh răng. Còn đây là sữa tắm Hàn Quốc. Dạ, đây là chai sữa tắm Hàn Quốc. Thì sữa tắm Hàn Quốc này thơm nhẹ dịu và mịn da. Thơm nhẹ dịu và mịn da. Đó, thơm nhẹ dịu nhưng nó mịn da. Thì giá của một chai sữa tắm là 160.000 ạ. Rồi đây là kẹo sâm Hàn Quốc. Thì có rất là nhiều các loại kẹo sâm trên thị trường, kẹo sâm Hàn Quốc trên thị trường. Nhưng mà Quậy thấy các cô cũng mua về xong rồi cũng nói nó không ngon bằng cái kẹo này. Thì chị Vân Sâm cũng biết rất là rành cái kẹo sâm này. Lúc đầu Quậy thấy Quậy nói rằng là ủa sao Quậy thấy người ta bán trong cái bịch nhỏ gì là sao, sao mình không bán mấy cái kẹo sâm đó, Quậy thấy nó đẹp mà chị. Thì chị Vân Sâm nói rằng cái này người ta cũng có đóng hộp nhỏ nhỏ,
đóng hộp nhỏ nhỏ nhưng mà người ta tính tiền hộp vào đó nữa thì giá nó mắc lên, chứ nó cũng không có được cái lợi gì. Còn đây mình bán giống như là cái chất lượng là chính, nên cái kẹo chị lựa rồi, cái này người ta rất là thích đó, thì dù không có hộp nhỏ nhỏ nhưng mà được cái chất lượng thì lại được mọi người khen. Thì đây là kẹo sâm Hàn Quốc, một túi này là 1 ký, giá là 320.000 ạ. Các cô chú chị có thể mua nửa ký. Đó là 320.000 ạ, 1 ký. Rồi đây là cái hộp sâm tiếp dành cho trẻ em. Để quay lấy cái hộp này. Đây là cái hộp sâm dành cho trẻ em. Sâm tiếp dành cho trẻ em để phát triển chiều cao cũng như là trí thông minh cho trẻ. Thì bên trong nó có 30 tiếp sâm. Nó có 30 tiếp. Gọi lấy 30 tiếp. Dạ đây. Nó có 30 tiếp sâm như thế này ạ. Dạ. Nó có 30 tiếp sâm như thế này. Dạ. Thì mỗi ngày các bé ăn một tiếp thôi là được rồi. Từ 5 tuổi trở lên thì dùng rất là ok. Thì nó rất là mềm dẻo, nó mềm dẻo bên trong. Cứ cắt cái đầu ra rồi ăn thôi. Rất là đơn giản. Giá là 395.000 một cái hộp sâm tiếp gồm có 30 tiếp này ạ. Có cô mua đợt chỗ nhà chị Vân Sâm đang ở đó xong chạy vào mua và kể là mua cho các cháu ăn thì trước đó hay cảm cúm. Nhưng mà sau đó nó ăn thì không thấy nó bị cảm cúm thường xuyên nữa. Rồi nó cũng rất là thích ăn cái loại này. Còn đây là cái hộp sâm đạm mà lúc nãy cô mua về mỹ phẩm, cô có nói rằng là thì trước giờ cô chỉ uống sữa ốc chó rồi cũng như là sâm đạm này thôi, rồi kết hợp với các loại mỹ phẩm mà quậy gửi đó, chứ cũng không có dùng cái gì ngoài thêm, thì thấy da dẻ rồi nó thay đổi đẹp hẳn lên thì có bấy nhiêu thôi. Thì đây là cái hộp sâm đạm bổ sung đạm cho cơ thể, vitamin B2. Cái sâm đạm nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của con người á. Và quậy thấy cũng nhiều cô mua sâm đạm về khen nó khỏe người, đỡ mệt mỏi. Thì vừa rồi lúc nãy là cô giáo dạy về sinh học nên cô cũng rành về cơ thể con người cần cái chất gì, thì cô mua cái hộp sâm đạm này cô uống. Và cũng vừa rồi cũng có nhắc trong lúc mà gọi điện đó là uống cái sâm đạm này rất là ok. Và giá của cái hộp sâm đạm này là 600.000 ạ, có 120 viên. Sáng uống, mỗi ngày uống 1 viên hoặc là 2 viên tùy cảm nhận cơ thể của mình. Đó. Ăn được cũng ngủ được rất là nhiều cái sâm đạm này. Và đây là cái sản phẩm quậy không thể ngày nào không giới thiệu, đó chính là nước cốt nhào và cốm nhào ạ. Đó là nước cốt nhào và cốm nhào, thì hai cái này vẫn đang được các cô chú anh chị ủng hộ giới thiệu cho khi đã sử dụng tốt và đang giới thiệu cho quậy cũng khá là tuyệt vời. Thì các cô chú anh chị mua hai chai nước nhào hoặc hai cốm nhào sẽ được tặng một cái bịch sâm lát tẩm mật ong. Đây là cái bịch sâm lát tẩm mật ong, các cô chú cứ cắt ra rồi ăn mỗi ngày một lát là khoăn. Thì nước cốt nhào giá là 700.000 hai chai, một chai 350.000 và được miễn phí ship toàn quốc. Rồi ngoài ra thì quậy có sâm nước, rồi sâm nước, rồi tinh dầu thông đỏ. Thì có tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc này hỗ trợ về huyết áp tim mạch, ngăn ngừa tế bào ung thư, chống lão hóa, rồi tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa cảm cúm vặt này. Đó. Một hộp lớn của nó có 5 cái hộp nhỏ này.
thì giá của cái hộp lớn là 1.800.000, nhưng các cô chú nhị có thể mua lẻ về giống như một hộp hai hộp về để sử dụng thử để cảm nhận cơ thể coi nó thay đổi như thế nào, và đặc biệt là khắc tinh của máu nhiễm mỡ, khắc tinh của máu nhiễm mỡ thì giá của một hộp lớn là 5 hộp nhỏ như thế này 1.800.000, còn nếu như các cô chú nhị mua hộp nhỏ thì nó khoảng 360.000 một hộp nhỏ này. Rồi đây là cái chai mật ong rừng mà quậy được chị ấy tặng. Cái chai nửa lít. Cái lọ nửa lít thì quậy được chị ấy tặng. Thì uống cái mật ong này rất là ngon. Nó ngọt ngậy của... Nó ngậy ngọt lắm. Và nó thơm thơm. Thì các cô chú anh chị mật ong thường là mua về làm thuốc thôi. Nên các cô chú anh chị mà có nhu cầu sử dụng mật ong làm thuốc á, thì các cô chú anh chị nếu như chưa tìm được cái chỗ nào mà nó uy tín hoặc là cái nguồn hàng rừng thật sự là rừng á, thì các cô chú anh chị có thể mua ủng hộ cho chị ấy. Đây là cái sản phẩm quậy giới thiệu dùm cho này. Và quậy cũng không có rành về mật ong nên quậy không có dám lấy về nhà để bán riêng, mà quậy chỉ đảm bảo cái uy tín để giới thiệu cho các cô chú chị rằng là khi các cô chú chị mua và nhận hàng, nếu như mà nó không phải mật ong rừng á, thì các cô chú chị có quyền trả lại cho người ta. Vâng, có thể mua nửa lít như thế này, một nửa lít cậu thấy cũng nhiều, nguyên một hũ sành như vậy nửa lít thì người ta bao cho trả lại nếu như không phải là mật ong rừng. Đó. Và ở chỗ đó là ở Tây Ninh, nhà của chị ở Tây Ninh này, nó giáp cái bìa rừng Việt Nam và Campuchia, giống như lấy mật ong được rất là nhiều. Thì đó là mật ong rừng. Còn mật ong cà phê hoặc các loại mật ong khác vườn hay nuôi hay gì đó thì quậy không biết. Nhưng mà cái này thì chị ấy đã đảm bảo 100% và cũng là người mà hay xuất hiện ở trong live stream của quậy. Mình cũng hay xuất hiện từ trước đến giờ trong live stream của quậy, mãi tới bây giờ này mới giới thiệu mật ong rừng cho quậy bán, là để cho các cô chú anh chị hôm trước thấy anh Hiệp, anh ấy có mật ong rừng, các cô hỏi mua này kia tìm mật ong rừng đó, thì chị ấy nói chàng chị ấy có mật ong rừng lúc đó nghe thấy cái video đó nên chia sẻ cho chú quậy, và có ai thì giới thiệu giúp. Thì mật ong rừng phải thấy nó khá là đắt. Mật ong rừng thấy nó khá là đắt so với các loại mật ong nuôi hoặc mật ong khác. Nên các cô chú nhị có nhu cầu mật ong rừng thì liên hệ quậy sẽ cho mua dùm cho các cô chú chị cái mật ong này. Rồi ngoài ra thì quậy cũng đang bán yến, các cô chú chị có mua yến để bồi bổ sức khỏe nhớ ủng hộ cho quậy nha. Hôm nay thì hiện tại quậy còn một vé 500.000 nữa thôi ạ. Hiện tại còn một vé 500.000. Tí nữa xuống live quậy sẽ liên lạc với các cô chú chị để mua cái vé, mua 20 vé ở đây thì nó cũng vơi điếc rất là nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 vé thì cũng vơi rất là nhiều đó. Thì các cô chú anh chị à, còn một vé các cô chú anh chị. Mua ủng hộ cho Út Cường những cái vé ở trên này nữa. Dạ vâng, thì quậy xin phép quậy xuống live. Xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở những cái chia sẻ tiếp theo ạ. Gọi xin phép gọi xuống like.